Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 70. Chương 691, thân thể vạn tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Viên Minh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bộ pháp xoay tròn, thân hình hoàn chuyển vặn vẹo. Song quyền tùy ý vung vẩy, từng đạo quyền phong từ trên thân bắn ra, lít nha lít nhít đánh tới hướng ba tên kia. Lưỡi đao quỷ nhận Tu La xẹt qua, cùng quyền phong đan xen, trong nháy mắt bị mang qua một bên, mà hỏa diễm ma diễm Tu La thì bị quyền phong xé rách từ tán ra. Gần như chỉ trong chớp mắt, khí thế trên người hắn đã thay đổi. Từng đạo quyền phong giống như vật sống, vờn quanh thân thể hắn, không ngừng tung bay trên dưới, ngăn tất cả công kích cả ba lại. Hoa Chi vốn muốn lên hỗ trợ, thấy cảnh này lập tức dựa vào góc tường, nhíu mày quan sát. Hai quỷ khiếu Tu La thấy ma diễm ba người quỷ nhận đã không làm gì được Viên Minh, lúc này không tiếp tục để ý Hoa Chi nữa, cùng gia nhập chiến đấu. Trong tay chúng cầm một cây xiên nhọn màu đen, công kích tới Viên Minh, đồng thời há miệng phát ra quỷ khiếu, thanh âm sắc nhọn không ngừng công kích thần hồn Viên Minh. Nhưng thần niệm Viên Minh thời khắc này đều dùng để cảm giác động tác của bọn chúng, một tơ một hào, nhất cử nhất động, tất cả đều rõ ràng rành mạch hiện ra trước mắt của hắn. Vù vù vù, quyền phong của hắn gào thét, quyền ảnh như mây, ý cảnh cộng mệnh trong bất chi bất giác bao trùm năm Tu La liên thủ vây công hắn. Năm Tu La dù linh trí cao hơn, cũng không có khả năng nhìn thấu. Dần dần, quyền ảnh hắn càng ngày càng nhiều, quyền phong càng ngày càng thịnh, quyền ý cũng càng ngày càng cô đọng, thậm chí đã đạt đến hoàn cảnh ngoài thân không người, toàn vẹn quên mình. Phảng phất lúc này hắn chính là đám gió đen bão cát cuồng quyển, mà năm Tu La chẳng qua là hạt cát trong bão cát bị hắn lôi cuốn mà thôi, mặc cho hắn thao túng. Năm Tu La công kích càng lúc càng nhanh, không phải tự chủ động, mà là không tự chủ bị Viên Minh kéo theo. Nhưng mặc kệ bọn chúng công kích dày đặc thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể đánh trúng Viên Minh. Không ngờ chủ nhân mạnh như vậy. Hoa Chi nhìn một màn này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lòng đất đại sảnh kịch liệt chấn động, mặt đất bỗng nhiên trầm xuống dưới. Một pháp trận màu tím đen đột ngột xuất hiện trên mặt đất, vô số xúc tu màu đen từ lòng đất chui ra, chụp tới Viên Minh và Hoa Chi. Hoa Chi giật mình, lúc trước nó đã dùng rễ cây dây leo đâm vào dưới mặt đất dò xét, cũng không thấy bất kỳ khác thường gì, không biết pháp trận này sao đột nhiên sinh ra. Đúng lúc này, một lão giả râu dài mặc hắc bào mang theo mười mấy tu sĩ áo bào đen từ thông đạo một bên khác chạy ra. Trong tay lão bưng lấy một trận bàn hình tròn, thần tình ngưng trọng điều khiển. Hoa Chi vội vàng tránh né xúc tu màu đen, muốn tiến lên giúp Viên Minh một tay, lại bị xúc tu dày đặc ép liên tục lùi về phía sau. Mười mấy tu sĩ áo bào đen cũng nhao nhao vây quanh ngăn, cản, làm nó căn bản không thể tiến lên. Viên Minh đắm chìm trong ý cảnh cộng mệnh, nhất thời cũng không kịp phản ứng, đầu tiên là mắt cá chân bị xúc tu bắt lấy. Bước tiến của hắn không khỏi dừng lại, quyền ảnh và quyền phong như bão đều bị đánh gãy. Chỉ một thoáng, vô số xúc tu điên cuồng vọt tới, bắt đúng thời cơ này cuốn quanh thân Viên Minh, như là bánh trưng bọc lại từng tầng, chỉ để lộ nửa người bên ngoài. Giết hắn! Lão giả không nói nhảm, mở miệng quát lạnh. Năm Tu La không chần chừ chút nào, tất cả đều điên cuồng công tới Viên Minh, các loại công kích che khuất cả hắn. Viên Minh không thể huy quyền, mũi nhọn lợi chảo, xiên thép đâm tới, quỷ khiếu ma âm, liệt liệt ma diễm, tất cả đều đập vào trên người hắn, mà hắn tựa như không biết gì, vẫn nhắm chặt hai mắt. Dần dần, trên người hắn bắt đầu xuất hiện các loại vết thương, hắc sắc ma diễm cũng bám vào trên da thiêu đốt. Mặc dù có sinh cơ bất tử thụ không ngừng chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhanh hơn năm Tu La điên cuồng công kích. Nhưng vào lúc này, Viên Minh bỗng mở hai mắt ra. Đạo gông xiềng một mực giam cấm hắn, rốt cuộc tại thời khắc này giải khai. Trong đan điền Viên Minh, một cỗ thái dương lực nóng bỏng vô cùng mãnh liệt xuất hiện, tựa như một bó đuốc, sáng lên một cái chớp mắt, đốt các khiếu huyệt trên thân. Thái dương lực đã sớm xúc tích ở các khiếu huyệt trên người hắn, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Viên Minh cảm thấy mình bốc cháy lên, không phải bị ma diễm ở ngoài đốt, mà là một cỗ chân hỏa xuất từ bên trong cơ thể, bắt đầu cháy rừng rực. Máu của hắn sôi trào, toàn thân nóng bỏng, huyệt thái dương phồng lên, phát ra tiếng vang thình thịch như trống chiến. Thân thể vạn tượng, chính là lúc này. Viên Minh đột nhiên đứng thẳng lên, toàn thân bắn ra từng đạo huyết sắc quang diễm đánh về phía xúc tu màu đen trói buộc hắn.
xúc tu tiếp xúc đến huyết sắc quang diễm, trong nháy mắt lập tức sụp đổ, như từng sợi cây không đáng chú ý, nhẹ nhõm bị kéo đứt, căn bản không thể giam cầm hắn nửa điểm. Năm tu la công kích, tất cả đều bị huyết diễm dâng lên ngăn lại. Trong hai mắt Viên Minh cháy lên hỏa diễm, trước kia hắn học qua các loại công pháp thể tu, võ đạo quyền pháp, phảng phất như đèn kéo quân. Trong thức hải của hắn phi tốc diễn luyện, trên người tán phát ra huyết quang nhanh chóng bành trướng, sau lưng hắn ngưng tụ ra một con huyết sắc cự tượng cao khoảng 10 trượng. Hắn nhấc chân phóng tới trước một bước, huyết sắc cự tượng vung lên vòi dài, phảng phất ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp theo hai chân cũng nâng lên cao, dẫm đạp tới hai ma diễm tu la phía trước. Âm âm tiếng vang, toàn bộ lòng đất đại sảnh mãnh liệt rung mạnh. Dưới chân huyết sắc cự tượng nổ tung hai đoàn huyết hoa, hai ma diễm tu la vỡ vụn còn triệt để hơn hai con bị kim cương đập chết khi nãy. Còn lại ba tu la thấy thế, lúc này không mảy may dừng lại, vội vàng chạy trốn. Tên quỷ nhận tu la còn lại, vừa mới chạy ra mấy bước, một đạo huyết diễm bao phủ thân ảnh đã vọt đến trước người nó. Viên Minh nhếch miệng cười một tiếng, khom bước tiến lên, đấm ra một quyền. Chỉ thấy một đầu huyết sắc cự tượng sau lưng phóng tới, đâm nát quỷ nhận tu la này. Hai quỷ khiếu tu la thấy Viên Minh đuổi theo, thấy không thể đào thoát, lúc này xoay người lại, mỗi tên kéo mặt nạ xuống, lộ ra hai khuôn mặt đen nhánh khô quắt khá giống nhau. Sau đó, chúng đồng thời há miệng, trên dưới hàm mở ra một đường cong thập phần khoa trương, kéo toàn bộ mặt vặn vẹo biến hình, từ chỗ sâu ít hầu phát ra một tiếng khiếu âm bén nhọn tê tâm liệt phế. Chỉ một thoáng, hai đạo sóng âm phảng phất hóa thành đao nhọn thực chất, ý đồ đâm xuyên màng nhĩ Viên Minh, cũng tính xé rách thần hồn của hắn. Nhưng Viên Minh ngày nay đã là vạn tượng thể, nhục thân có sức chống cự không nhỏ với công kích như vậy, thần hồn hắn lại vô cùng cường đại, chỉ xuất hiện ngắn ngủi mê muội và đau đầu, rất nhanh nhịn xuống. Đợi đến khi tiếng gầm bén nhọn hơi giảm, Viên Minh thi triển thân pháp ma tượng vọt tới trước hai tên, hai thiết quyền đập tới lồng ngực chúng. Thân thể hai quỷ khiếu tu la đồng thời nổ tung, huyết nhục phun ra vãi đầy mặt đất. Dưới chấn động đả kích cường liệt, toàn bộ lòng đất đại sảnh kịch liệt lay động, đỉnh đầu và trên vách tường xung quanh lập tức lan tràn ra vết rạn như mạng nhện. Lão giả Nguyên Anh hậu kỳ kia thấy vậy, thần sắc trở nên vô cùng kinh hoàng. Lão nào dám lưu lại, quát một tiếng, để đám thuộc hạ công tới Viên Minh, bản thân thì quay người phóng nhanh tới cửa thông đạo. Những tu sĩ áo bào đen kia mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng không dám vi phạm lệnh trưởng lão, đành phải nhao nhao kiên trì, vọt tới Viên Minh. Viên Minh lúc này đang chìm trong vui sướng mới tấn thăng vạn tượng thể, toàn thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái. Hắn đột nhiên quay đầu, há miệng phát ra một tiếng rít về phía đám người. Giống. Trong nháy mắt hắn há miệng, sau lưng hiện ra một đầu huyết sắc cự tượng to lớn, giơ vòi lên, làm ra hình dạng gầm thét. Tiếng gầm to lớn xuất ra, ở trong không chỉ ẩn chứa sóng âm vô cùng cường đại, còn có thần hồn lực của Viên Minh, lập tức như lôi minh cửu thiên, nổ vang trong động quật. Động quật tương đối phong kín trong lòng đất, tựa như đại loa thiên nhiên, khuếch đại thanh âm Viên Minh gấp 10 lần. Dưới cuồn cuộn sóng âm trùng kích, những tu sĩ áo bào đen kia nhao nhao bị hất tung trên mặt đất, từng kẻ tai mắt mũi miệng tràn ra máu tươi, ngất đi. Lão giả vừa mới chạy đến chỗ thông đạo kia, bỗng nhiên trong thông đạo thu hẹp, bị sóng âm xuyên thấu tiến đến đuổi kịp, khiến thần hồn lão kịch liệt chấn động, cuối cùng không thể ngăn cản, ngã chổng vó xuống. Chủ nhân, Hoa Chi lung lay đi tới, hiển nhiên cũng bị trùng kích không nhỏ. Nó còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Mái vòm phía trên cuối cùng không thể thừa nhận trùng kích, đổ sụp xuống, núi đá bụi đất xen lẫn cùng một chỗ rơi xuống, một mạch đè ép xuống dưới. Viên Minh thấy thế, kéo Hoa Chi một cái, thân hình lóe lên, xông vào cửa hang chỗ lão giả áo bào đen, thuận tay nhấc lên cổ áo lão, bước nhanh chạy về phía trước. Phía sau động quật thanh âm sụp đổ không ngừng truyền đến, cuồn cuộn bụi mù từ trong thông đạo tuôn thẳng tới. Viên Minh mang theo hai người một mực chạy ra khá xa, rốt cuộc mới thoát khỏi khu vực đổ sụp. Lúc này, Hoa Chi đã khôi phục lại, nhìn động quật phía sau bị loạn thạch phá hỏng, lại nhìn qua chủ nhân, kinh hỉ nói, chủ nhân, ngài đã đột phá đến vạn tượng thể. Ừm, ngươi thụ thương à? Viên Minh gật đầu nhẹ, hỏi. Không có, ta không xuất thủ, lúc trước là bị sóng âm ngài chấn động, bị choáng mà thôi. Hoa Chi cười nói, vậy thì tốt, ngươi ở một bên cảnh giới, ta muốn làm chút chuyện. Viên Minh nói, được. Hoa Chi lập tức đáp ứng.
Viên Minh không nhiều lời nữa, mang theo nó tìm tới một chỗ mật thất bỏ trống, đưa tay bố trí một tòa pháp trận, ẩn nấp khí tức bên này. Sau đó, trên thân hắn hiển hiện mộc văn, thân thể kéo dài ra, rất nhanh hiện ra thân thể bất tử thụ, rủ xuống nhánh dây lan tràn qua, rất nhanh bao trùm lão giả áo bào đen, kéo lão treo ngược lên. Ước chừng một canh giờ sau, kén lớn treo trên bất tử thụ vang lên một hồi tiếng ken két, xé rách ra. Thân ảnh lão giả áo bào đen từ đó rớt xuống đất. Chỉ là rất nhanh lão bò lên, ánh mắt đờ đẫn, thân sắc chất phác đứng ở một bên, không có ý chạy trốn. Bên cạnh lão, thân thể Viên Minh rút về, lần nữa khôi phục hình người, trực tiếp mở miệng phân phó cỗ khôi lỗi thụ này. Sâu trong lòng đất có một chỗ nghiêm mật bị cấm chế bao phủ, bây giờ mang ta đi nơi đó. Chương 692, Ma Vân Thụ. Vâng, chủ nhân. Lão giả áo choàng đen đáp, rồi quay người đi ra cửa mật thất. Viên Minh giơ tay lên, gỡ bỏ cấm chế, rồi dẫn Hoa Chi đi theo. Bọn họ xuyên qua hành lang, tiến sâu vào lòng đất, dọc đường gặp phải rất nhiều đệ tử Vu Nguyệt giáo đang hoảng hốt chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy lão giả áo choàng đen, bọn họ đều bối rối hành lễ, nói ra, bàn cơ trưởng lão. Dưới sự chỉ dẫn của Viên Minh, mỗi lần như vậy, lão giả áo đen đều thốt ra một câu ngắn gọn, lời ít ý nhiều, út. Những đệ tử bình thường kia giống như được đại xá, lại tiếp tục chạy trốn, cũng chưa có ai dám cả gan nhiều lời. Chỉ có một vị trưởng lão áo đen thấy tình huống hơi lạ, tiến lên tra hỏi, kết quả đương nhiên là bị Viên Minh tặng cho một quyền giết đi. Chưa đến thời gian uống cạn chén trà, bọn họ đã đi xuống tới một đại sảnh ngầm rộng mênh mông và trống trải. Ở lối vào đại sảnh, có bố trí một cái cấm chế bằng ánh sáng màu đen, bị bàn cơ trưởng lão dễ dàng mở ra. Khi họ bước vào đại sảnh, Viên Minh nhìn thấy một tấm màn ánh sáng hình bán cầu, có bản kính khoảng 10 thước ở chính giữa đại sảnh, đang nằm, lộn ngược trên mặt đất. Trên thân nó có một luồng sáng đủ màu sắc bay lơ lửng, tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ đậm đặc cùng cấm chế, bên trong nhìn rất lờ mờ, không có cách nào thấy rõ ở đó có cái gì. Mở cấm chế nơi này ra, Viên Minh hạ lệnh. Chủ nhân, ta chỉ có mỗi chìa khóa cấm chế của chỗ đại sảnh này, không có chìa khóa cấm chế của tòa đại trận này. Cái tòa đại trận này, trừ giáo chủ thì cũng chỉ có cửu âm tôn giả có thể mở ra. Ánh mắt bàn cơ trưởng lão vô hồn đờ đẫn, giọng nói uể oải đáp. Đi, cưỡng ép mở nó ra. Viên Minh nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn ra lệnh. Vâng, bàn cơ trưởng lão đáp. Dứt lời, lão liền tiến lên phía trước, vung tay lên một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một mũi nhọn hình xoắn ốc có màu đen nhánh. Trên thân vật đó được khắc phù văn dày đặc, tản mát ra khí thế sắc bén. Lên, bàn cơ trưởng lão khẽ quát. Lão chắp hai tay trước mặt, mũi nhọn màu đen bay lên không trung, rồi bắt đầu quay nhanh giữa hai tay lão ta. Khi mũi nhọn quay, các phù văn trên đó lần lượt sáng lên, một lực lượng bén nhọn tụ thập từ thân của mũi nhọn hình xoắn ốc lên đến đầu nhọn của nó. Hai tay của bàn cơ trưởng lão khẽ vẫy, pháp lực toàn thân rót hết vào phía trên mũi nhọn, giọng lão vẫn đờ đẫn, quát, đi. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi nhọn màu đen bỗng biến thành một ánh sáng đen bắn ra, đâm vào trên màn sáng cấm chế. Một tiếng oảnh vang lên. Màn sáng cấm chế bị va chạm, đã xảy ra biến dạng kịch liệt, chỗ bị ánh sáng màu đen đâm trúng, đã bị lõm xuống thành một cái hố sâu, chuẩn bị phá vỡ ra. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất phía dưới màn sáng bỗng có một vòng phù văn sáng lên, sau đó thì một vầng sáng màu vàng đất dâng lên, nhập vào bên trong màn sáng. Đáng lẽ ấm chế đã đến bờ vực bị phá vỡ, nhưng ngay tại lúc này, đột nhiên hào quang tăng vọt, chỗ lõm kia bất ngờ căng phồng lên. Ánh sáng năm màu chói mắt tràn ra cả bên ngoài, lập tức chấn cho mũi nhọn màu đen bắn ngược trở lại. Bàn cơ trưởng lão bị cỗ phản chấn này dội lại, bay thẳng ra ngoài, thân hình lão đập lên vách tường đá oành một tiếng. Viên Minh thấy thế, đưa tay đấm một quyền về phía trước, dễ dàng đem cỗ phản chấn này đánh tan. Cấm chế thật là lợi hại. Hoa Chi thấy thế thì không nhịn được chậc chậc nói. Viên Minh nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn vừa cẩn thận quan sát bàn cơ trưởng lão phá cấm chế, nên đã biết rõ chuyện gì xảy ra với cái đại trận cấm chế này rồi. Đại trận này có hai tầng uy năng là phòng thủ và phản kích. Bàn cơ trưởng lão thất bại vì lực lượng của lão không đủ mạnh, nên mới không thể phá vỡ nó trước khi đại trận kích hoạt phản kích. Hắn đi lên phía trước, vận chuyển ma tượng trấn ngục công,
điều động lực lượng khí huyết thể nội vận chuyển điên cuồng, toàn thân toát ra hơi nước màu đỏ, nhấc hai tay lên mắm thành hai nắm đấm, tiến một bước về phía trước, cùng lúc đấm vào màn sáng cấm chế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một con voi khổng lồ màu máu được ngưng tụ ra, rồi hướng về màn sáng cấm chế xông đến. Giữa lực lượng đất rung núi chuyển, màn sáng cấm chế năm màu mặc dù không lõm xuống dưới như lúc nãy, nhưng ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển đã tán loạn, đây rõ ràng đã bị đánh loạn tiết tấu vận hành. Một chuyền chưa thể đập vỡ, ở trong dự liệu của Viên Minh. Cho nên hắn cũng không ngừng tay, lại tiến lên đấm ra một quyền nữa. Dưới sự va chạm của huyết sắc cự tượng, màn sáng cấm chết rốt cuộc cũng bị đánh rụng một tầng sơn. Một lượng lớn ánh sáng năm màu bị chốc xuống, lộ ra một tầng ánh sáng màu vàng đất ảm đạm ở phía dưới. Nhưng mà nó vẫn chưa bị đấm vỡ. Lúc này, vầng sáng trên mặt đất sáng lên, một vòng phù văn sáng lên, pháp trận phản kích chuẩn bị phát động. Nhưng vào lúc này, Viên Minh đã tới bên cạnh pháp trận, để nhanh hơn, hắn lại tung ra một nắm đấm khi mới chỉ tụ lực được khoảng chưa đầy 5 phần 10, phát ra một tiếng vang. Tầng ánh sáng màu vàng dưới mặt đất bốc lên đột nhiên dừng lại, màn sáng năm màu cũng vang lên tiếng nứt rồi vỡ tan. Khi từng tia sáng rực rỡ tiêu tán vào hư vô, khung cảnh bị hạn chế cuối cùng không còn mơ hồ nữa, mà dần lộ ra trước mắt Viên Minh. Trên mặt đất nơi đó có một cây cổ thụ màu đen, cong cong như sừng rồng, cao hơn mấy trượng, tán cây trải dài như một cái lọng tre, phía trên mọc lít nhít lá cây màu đen. Viên Minh chau mày, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm trừ trên thân cây kia truyền đến, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhướng lên, giống như phát hiện cái gì, vội vàng đi vòng quanh cây cổ thụ màu đen để nhìn nó từ một hướng khác. Kết quả hắn liền nhìn thấy, ở một bên kia của thân cây màu đen, trên thân bị lõm xuống một chỗ, ở bên trong hốc cây trũng xuống đó, có một người đang cuộn mình nằm nghiêng. Một nửa thân thể của người nọ bị vùi vào trong hốc cây, hai tay người đó đan vào nhau để trên ngực, mặt cũng vùi vào trong hốc, toàn thân tối đen, giống như đã hòa vào một thể với cái cây. Nhìn thấy cảnh tượng này, da dầu Viên Minh không khỏi cảm thấy căng cứng, điều này khiến hắn nhớ tới bất tử thụ. Trước đó, khi hắn tu luyện cú mang linh quyết, cũng là cùng bất tử thụ hòa tan vào cùng nhau, tình trạng hết sức tương tự với một màn trước mặt này. Nhưng mà, còn không đợi hắn nhìn kỹ, trong thức hải của hắn vang lên giọng của Thất Dạ. Ma Vân Thụ, tại sao nơi này có thể có Ma Vân Thụ? Giọng nói của Thất Dạ tràn đầy ngạc nhiên, giống như không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái cây trước mắt này là Ma Vân Thụ, chứ không phải là bất tử thụ. Viên Minh truyền âm hỏi. Ngươi và bất tử thụ dung hợp một thể, chẳng lẽ còn không phân rõ được cái gì là bất tử thụ sao? Ta dám khẳng định với ngươi, cái cây trước mắt này tuyệt đối là Ma Vân Thụ. Thất Dạ cười nói. Ma Vân Thụ, hẳn là ở ma giới các ngươi mới có chứ, nó có đặc tính gì? Viên Minh hỏi. Cho dù ở ma giới, thì Ma Vân Thụ này cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt, nó không chỉ có ẩn chứa sinh cơ cực mạnh, mà còn có thể thôn phệ nguyên khí thiên địa, rồi chuyển hóa thành ma khí. Viên Minh nghe thế thì cũng không có quá mức để ý với cái cây này nữa, chẳng qua người màu đen bị khảm bảo trong hốc cây kia, quả thực để cho hắn có cảm giác có chút không thoải mái. Thế là hắn lại lần nữa vận chuyển ma tượng trấn ngục công lên, đấm một quyền về phía nó nữa. Huyết sắc cự tượng giơ vòi gầm thét, hướng về Ma Vân Thụ đụng vào, khí thế bàng bạc đánh thẳng khiến hư không chấn động. Ma Vân Thụ giống như cảm ứng được nguy cơ, thân cây run rẩy, thân và lá cùng tỏa ra ma lực cuồn cuộn, kết hợp với một tầng ánh sáng màu xám, tạo thành một kết giới ngăn cản bên ngoài. Tuy nhiên, thân thể Viên Minh đã thành tựu bán ma, một quyền này vốn chẳng lưu lực, nên uy lực của quyền này mạnh đến mức khó có thể chống đỡ được. Một tiếng bụp thật lớn vang lên, tầng kết giới màu đen vừa mới được ngưng tụ thành kia, dưới va chạm của cự tượng, đã vỡ vụn ra trong nháy mắt. Ma khí cuồn cuộn phị quyền kình tác động, bay tán đi bốn phương tám hướng. Viên Minh nhíu mày, lại đấm ra một quyền nữa. Lần này thân cây không tiếp tục điều động ma khi ngưng tụ thành bình chướng che chắn nữa, nhưng Viên Minh lại kinh ngạc phát hiện, bóng người màu đen bị khảm trong thân cây kia đột nhiên chuyển động. Chẳng biết lúc nào, dáng nằm cuộn mình vùi đầu vào hốc cây của người kia đã quay lại, hai tay không đặt trước ngực nữa mà đang bịt lỗ tai, mặt hướng về phía Viên Minh. Toàn thân người đó gầy gò, khuôn mặt tiều tụy, lông mày nhíu chặt, ngũ quan vặn vẹo, biểu lộ giống như hắn ta đang chịu được một loại thống khổ khó tả nào đó. Trong tiếng gào thét, nắm đấm của Viên Minh đánh tản ma khí, hướng thẳng vào đầu của người nọ.
Nhưng vào lúc này, bóng người đang ngồi bất động gần như vô hồn, đột nhiên co giật mí mắt, rồi mở mắt ra. Viên Minh chỉ nhìn thấy đôi môi khô quắt của hắn ta mấp máy mấy lần, nắm đấm hướng về đối thủ của hắn bỗng bục một cái rồi biến mất trong hư không. Trong lúc kinh ngạc, ánh mắt của Viên Minh chạm phải ánh mắt của người màu đen kia. Đó là một đôi mắt đen kịt, không nhìn thấy con ngươi màu trắng, xương đen trong con mắt chuyển động không ngừng, giống như một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Một nháy mắt kia, Viên Minh chỉ cảm thấy thần hồn của bị giống như muốn bay ra khỏi thức hải. Vòng xoáy xương đen trong đôi mắt kia sinh ra khát vọng khó mà ngăn chặn, giống như cảm thấy nơi đó mới là chỗ hắn an thân. Thật muốn đi. Một tiếng thở dài vang lên từ thần hồn. Viên Minh đột nhiên tỉnh lại đôi chút, hồn lực bàng bạc điên cuồng vận chuyển, trong nhát mắt thoát ra khỏi khát vọng gần như bản năng kia. Hắn vội vàng, quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn lại nữa, lập tức xoay cổ tay cầm lấy diệt hồn kiếm, chém ra một kiếm về phía bóng người cổ quái kia. Chỉ thấy một luồng kiếm màu đen quét ngang ra, hóa thành một vòng cung giữa không trung và bay về phía bóng người màu đen nọ. Trong đôi mắt của bóng người kia không thấy bất kỳ thần thái nào, nhưng bờ môi khô quắt kia lại nhẹ nhàng mấp máy vài cái, kiếm quang bay đến trước người kia lại lần nữa phốc một tiếng, tiêu tán vào hư không. Viên Minh thấy tình huống này, chợt cảm thấy da đầu có chút tê dại. Vừa nãy hắn căn bản không nhìn thấy bóng người màu đen kia xuất thủ, thậm chí không có cảm giác được bấy kỳ ba động pháp lực nào tỏa ra trên người nọ. Nhưng cuối cùng là làm sao làm được? Chưa hiểu chuyện gì, Viên Minh cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa, mà đưa tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đám lửa nhanh chóng phát triển, nhiệt độ xung quanh đột nhiên cao lên. Trong lúc Viên Minh giơ một tay lên, hỏa cầu liền hướng về bóng người màu đen kia vù vù đánh qua. Nhưng hỏa cầu đến cách trước người màu đen kia hơn một xích, thì như là bị cái gì đó ngăn cản, ngắn ngủi dừng lại một chút. Viên Minh cũng không chờ bóng người màu đen nọ lần nữa thi triển năng lực cổ quái kia, mà nghiêm túc quát một tiếng, bạo. Chớp mắt tiếp theo, hỏa bạo thuật bỗng nhiên phát động, hỏa cầu hừng hực nổ tung ầm vang, ánh lửa bay lên đầy trời, một cỗ lực lượng vô cùng nóng rực khuếch tán ra, cuốn lên một làn sóng không khí thiêu đốt. Viên Minh dựa trên hỏa bạo thuật cơ sở, dung nhập vào thái dương chi lực của bản thân, cho nên mới có uy năng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 693, ngôn xuất pháp tùy. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa bùng nổ, trên mặt Viên Minh lại không hề lộ ra vẻ vui mừng nào, bởi vì nó cũng bị một kết giới vô hình chặn lại, căn bản không hề tổn thương đến bóng người màu đen kia chút nào. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán của Viên Minh. Thông qua sự lan tỏa và hình dạng bị chặn của ánh lửa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái kết giới vô hình mà bóng đen đó tạo ra kia. Chỉ bao quanh người đó khoảng vài thước, phạm vi cũng không lớn lắm. Biết rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng Viên Minh cũng tăng thêm vài phần tự tin, cũng rất nhanh chóng làm ra quyết đoán. Nếu thần thông pháp thuật và diệt hồn kiếm khí đều không thể làm hỏng kết giới kia, thì lựa chọn duy nhất là mạnh mẽ xuyên thủng lớp phòng thủ này bằng vạn tượng chi thể. Đã xác định kế hoạch trong lòng, lúc này năm ngón tay của Viên Minh nắm chặt diệt hồn kiếm, thân thể hóa thành một cái bóng dung nhập vào mặt đất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên hiện ra từ bóng tối đến bên cạnh bóng người màu đen. Ma tượng trấn ngục công điên cuồng vận chuyển quanh thân, khí huyết trong cơ thể sôi sục, năm ngón tay đã nắm chặt thành một nắm đấm, tụ lực xong và sẵn sàng đập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, giọng nói của thất dạ kia gần như đang gào thét ở trong thức hải của hắn. Mau tỉnh lại, Viên Minh, ngươi trúng chiêu. Lông mày Viên Minh nhăn lại, trong lòng hắn nhất thời khó có thể phán đoán được giọng nói này là thật hay giả, nhưng vì cẩn thận nên một quyền đã tụ lực xong kia, cuối cùng cũng không nện xuống. Thân thể của hắn nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, cố gắng thử vận chuyển thần niệm để câu thông cùng thất dạ. Nhưng mà thử một lần xong, mới phát hiện ra căn bản không ai trả lời. Hắn vừa cẩn thận cảm thụ một chút tình huống của bản thân, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào. Nhưng đột nhiên, Viên Minh giật mình, chợt tỉnh táo lại, hắn phát hiện không có gì bất thường, đây chẳng phải là bất thường lớn nhất sao. Hắn đấu một lúc với người quái dị ở trong ma vân thụ này, vậy mà không cảm giác được sự tiêu hao của lực lượng khí huyết. Sau khi vạn tượng chi thể tiến giai, hắn đã trở nên vô cùng nhạy cảm với bộ thân thể này của mình, cũng nhờ đó mà hắn mới có thể hoàn mỹ trưởng khống được cái bộ thân thể này.
cho nên sau mỗi lần ra tay, hắn đều có thể biết được rõ ràng về sự thay đổi khí huyết trong cơ thể mình. Nhưng lúc này đây, một chút biến hóa cũng không có, khí huyết của hắn không có tiêu hao chút xíu nào. Nguyên nhân có thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có một, đó chính là hắn căn bản không ở hiện thực, mà đang ở trong huyễn cảnh. Từ lúc vừa mới đối mắt với cặp mắt đen ngòm kia, hắn đã rơi vào bên trong huyễn cảnh. Lúc trước hắn cho là tránh thoát huyễn cảnh, đó chẳng qua cũng là một phần của ảo cảnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không thể thoát khỏi sự khống chế của huyễn cảnh. Từ sau khi đạt tới cảnh giới nửa bước ngôn vu hồn tu, Viên Minh vẫn luôn hết sức tự tin đối với lực lượng thần hồ của mình, thế nên lần này hắn chủ quan nên bị tổn thất nặng nề. Hắn vội vàng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, đem lực lượng thần hồn ngưng kết toàn bộ lại, thử nghiệm xông phá ảo cảnh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đột nhiên có một loại cảm giác ngạt thở khó tả, trên cơ thể dường như cũng có một sự đau nhức kịch liệt. Nhưng cảm giác kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là ảo giác mọi thứ an ổn mạnh khỏe. Trong lòng Viên Minh lập tức cảnh báo điên cuồng, hắn biết lúc này mình tất nhiên đã hãm sâu vào trong nguy cơ trùng điệp, tiếp theo đó chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể sẽ lầm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng mà cho dù hắn thúc giục lực lượng thần hồn như thế nào, thì từ đầu đến cuối vẫn không cách nào phá vỡ được ảo cảnh. Viên Minh chợt nghĩ tới cảm giác ngạt thở lúc nãy, bấy giờ hắn không chần chừ nữa, mà bắt đầu điên cuồng thúc giục lực lượng bản nguyên của bất tử thụ trong cơ thể. Thân thể hắn xuất hiện mộc văn rồi phồng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, cảnh vật trước mặt Viên Minh lần nữa biến đổi. Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ cơ thể chính mình đang lơ lửng tại không trung, còn bên trên cây cổ thụ màu đen kia có dây leo tràn ra. Dây leo đó cũng đang cuốn hắn thành một cái bánh trưng treo lên, một cái dây còn đang thắt cổ hắn lại, nỗ lực bóp chết hắn. Ở ngay bên cạnh cách hắn không xa, Hoa Chi và Bàn Cơ trưởng lão cũng đang bị dây buộc lại, treo trên cây. Nhưng thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành bộ dáng thụ nhân, dây leo của Ma Vân Thụ không có cách nào thắt cổ hắn nữa, ngược lại là mấy cái dây leo màu đen đang trói hắn kia lại bị giãn ra. Viên Minh vội vàng khống chế thân hình hạ xuống, sau khi hạ xuống thì nhanh chóng cắm rễ xuống đất, trên nhánh cây cũng rủ xuống dây leo, nhao nhao giống như linh xà, đâm về phía ngọn Ma Vân Thụ. Dây leo của hai cây lập tức quấn lại với nhau, kéo, xé, rứt, bổ, đan hln nhau. Cảnh tượng đó quả thực giống như hai người đàn bà chanh chua đang túm tóc cấu xé lẫn nhau. Chỉ một lát sau từng đoạn dây leo đứt gãy, rồi từng đống lá rụng xuống, tán loạn bừa bộn trên mặt đất. Viên Minh toàn lực thúc giục dây cây tìm kiếm người kia ở chỗ hốc cây, cố gắng trói buộc luyện hóa. Người nọ ở bên trong Ma Vân Thụ dường như cũng có ý định thôn phệ bất tử thụ, cũng thúc giục dây leo của mình quấn quanh Viên Minh, hai cái cây thôn phệ lẫn nhau, lâm vào cục diện giằng co. Viên Minh thấy một lúc mà không làm gì được đối phương, lúc này mới duỗi ra một sợi dây khác, quấn lấy diệt hồn kiếm, chém về hướng Ma Vân Thụ. Không còn huyễn cảnh trói buộc, hắn tin tưởng chỉ cần tổn thương được thần hồn của đối phương, hắn liền có thể cắn nuốt sạch Ma Vân Thụ. Phù văn nguyền rủa ở trong diệt hồn kiếm chợt lóe hào quang, một vòng kiếm quang lượn ra, chém thẳng tới bóng người khô héo bên trong hốc cây Ma Vân Thụ. Kiếm quang chém đến ngoài ba thước chỗ người khô héo kia, bờ môi người nọ lại mấp máy mấy cái. Viên Minh thấy thế lập tức sinh ra một chút cảm giác không ổn. Kết quả, đạo kiếm quang của diệt hồn kiếm kia bị tiêu tán trong nháy mắt. Nguy rồi, chẳng lẽ ta vẫn còn chưa thoát khỏi ảo cảnh? Viên Minh căng thẳng trong lòng, vội vàng thử nghiệm liên hệ thất dạ. Nhưng mà đợi một lúc, vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lúc Viên Minh đang cảm thấy tuyệt vọng, thì giọng nói của thất dạ ung dung vang lên trong thức hải của hắn. Viên đạo hữu, ngươi có thể tỉnh táo lại rồi. Viên Minh nghe vậy có chút không xác định, nói, thất dạ đạo hữu, ngươi có thể khẳng định ta đã tỉnh thật hay chưa? Ngươi có ý gì? Thất dạ nghi ngờ hỏi. Cái người ở bên trong Ma Vân Thụ kia, có lực lượng thần hồn cực kỳ cao, ta không thể khẳng định mình đã thoát khỏi ảo cảnh của tên đó hay chưa nữa. Viên Minh nói xong, tự cảm thấy có chút buồn cười. Nếu thật hắn vẫn còn trong huyễn cảnh, thì lời này cũng chẳng khác gì đang tự làu bầu. Trước đó tha liều mạng hao tổn thần hồn, vận dụng loạn hồn ma âm mới làm ngươi thức tỉnh. Ta tin tưởng dùng lực lượng thần hồn của ngươi, chỉ cần có đề phòng, sẽ không bị lâm vào huyễn cảnh lần nữa. Thất dạ nghe hắn nói thế, suy nghĩ một chút rồi trả lời như vậy. Viên Minh nghe xong, tâm thần cũng hơi an định, lại tìm tòi điều tra tình huống của bản thân.
phát hiện bất kể là lực lượng thần hồn hay khí huyết của mình đều có sự hao tổn, chỗ vết thương trên người cũng truyền đến cảm giác rõ ràng, lúc này mới thoáng an tâm. Chỉ là nghi hoặc lớn hơn lại nảy ra, tên kia sao hóa giải được công kích của mình. Viên Minh đè ép nghi hoặc trong lòng xuống, lại lấy dây leo khống chế diệt hồn kiếm, chém về cái người khô héo nọ lần nữa. Trong nháy mắt kiếm quang lướt qua đó, có vài dây leo lập tức bắn ra, quấn lấy dây leo đang trói chặt Hoa Chi và Bàn Cơ trưởng lão, cố gắng xé ra để cứu hai người xuống dưới. Sau đó thân hình hắn rất nhanh co trở lại, một lần nữa khôi phục hình người, thoát khỏi dây dưa cùng Ma Vân Thụ, hướng về phía sau lui lại. Không có gì bất ngờ, công kích của diệt hồn kiếm cũng không có hiệu quả, vẫn là kiếm quang chém đến cách người kia ba thước thì lặng lẽ tiêu tán mất. Viên Minh đứng từ xa nhìn lại, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia trong hốc cây nữa, mà dùng thần niệm tập trung. Tâm niệm của hắn vừa động, thét lên một tiếng, ra lệnh cho Bàn Cơ trưởng lão tiến lên công kích cận thân. Bàn Cơ trưởng lão đã biến thành khôi lỗi thụ nhân, tất nhiên không có cách nào phản kháng, lúc này đang nắm chặt một thanh trường kiếm đen nhánh, vọt về hướng người màu đen trong hốc Ma Vân Thụ kia. Lão chỉ vừa tới gần một chút, trên đám dây leo trên cành cây đang rủ xuống, bỗng hướng về phía lão mà công kích. Viên Minh đã sớm phòng bị đối với cái này, đưa tay ra sau, năm ngón tay hóa thành từng sợi dây leo, ngăn lại công kích của Ma Vân Thụ, để Bàn Cơ trưởng lão có thể vọt tới chỗ người khô héo nọ. Tốc độ của Bàn Cơ trưởng lão vốn cũng không chậm, né qua vài cái đã vọt tới trước Ma Vân Thụ, giơ trường kiếm trong tay lên, ô quang ngưng tụ phía trên, đâm hết sức về phía lồng ngực của người khô héo. Vẻ mặt Viên Minh căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi khô quắt của người nọ, thần niệm cũng tập trung về hướng đó. Ngay lúc này, bờ môi của người khô héo mấp máy. Viên Minh thông qua khẩu hình của đôi môi, thấy được hắn lẩm bẩm, trong tai cũng bắt được bốn chữ vang lên yếu ớt như mũi kêu, chúng sinh bình đẳng. Tiếng nói phát ra, ánh mắt Viên Minh lập tức co rụt lại, hắn kinh ngạc phát hiện, mối liên hệ giữa mình và Bàn Cơ trưởng lão đã bị tách hẳn ra. Ánh mắt trống rỗng của Bàn Cơ trưởng lão đã bị mất đi ánh sáng cuối cùng, rồi ngã xuống. Đây là loại thần thông gì? Viên Minh kinh hãi, người khô héo kia chỉ dựa vào một câu, liền khiến cho khôi lỗi thụ nhân bị hắn khống chế mất đi hiệu lực. Hắn nhìn chằm chằm vào Bàn Cơ trưởng lão một lúc lâu, hai đầu lông mày nhăn càng chặt. Chủ nhân, ta lại giúp ngươi đi thử một chút. Hoa Chi vừa mới thoát ra từ huyễn cảnh, thấy vậy thì chủ động nói. Viên Minh lắc đầu, ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngươi trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, Hoa Chi cũng không nghe lệnh, thực sự cũng không có vọng động. Lòng bàn chân của nàng cắm vào mặt đất, rễ cây như dây leo kéo dài ra, đột ngột phá vỡ mặt đất phía trước Ma Vân Thụ, tập kích về phía người khô héo. Người nọ lại lên tiếng lần nữa, giọng yếu ớt, nhất tuế nhất khô. Tiếng nói vừa dứt, dây leo của Hoa Chi lập tức dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy, ngả vàng rồi héo rũ, nhanh chóng lan tràn đi. Vết khô kéo kia lan theo dây leo, rồi nhanh chóng lan tràn xuống cả mặt đất. Hoa Chi bị một màn này dọa sợ tới mức thất sắc, vội vàng tự chặt đứt rễ cây của mình, nháy ra khỏi đất. Viên Minh nhướng mày, trong mắt lập tức bắn ra một luồng ánh sáng. Hắn thu hồi diệt hồn kiếm trong tay vào, lại mang lôi công chùy và oanh thần chùy ra, giơ lên cao rồi đập xuống người khô héo đó một phát. Ầm ầm, một cái quang trụ bằng tia sét màu tím to như vạc nước bổ thẳng từ trên trời xuống chỗ người khô héo nọ. Thuật pháp không còn, người khô héo khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, quang trụ lôi điện đã phủ đến đỉnh đầu người đó, ầm ầm tán loạn, hóa thành những tia điện rất nhỏ, phù du một hồi giữa không trung, rồi nhanh chóng tiêu tán không thấy nữa. Ánh mắt Viên Minh tối sầm lại, không khỏi hít một hơi thật sâu. Chủ nhân, ngài đã biết chuyện gì đang xảy ra chưa? Hoa Chi nhìn thấy vẻ mặt của Viên Minh thay đổi, thì lập tức tiến lên hỏi. Ngôn vu, ngữ đoạn sinh tử, ngôn xuất pháp tùy, Viên Minh nặng nề nói. Hoa Chi nghe Viên Minh trả lời, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng đi theo Viên Minh thời gian không ngắn, làm sao có thể không biết cái gì là ngôn vu. Nàng thở dài bi quan nói, xong, thế thì còn đánh như thế nào nữa? Chương 694, Đạo Thủ Thắng. Tịch Ảnh từng nói, ngôn vu căn cứ vào cảnh giới tu vi cao thấp mà phân chia mạnh yếu. Mà căn cứ phân chia này dựa theo phạm vi, thời gian cùng hiệu quả khi thi triển ngôn xuất pháp tùy. Viên Minh nhìn thoáng qua nam tử khô gầy kia, nói. Cho nên, có thể đánh.
ánh mắt Hoa Chi sáng lên. Ta thấy tình trạng của y không bình thường, là đang cộng sinh cùng ma vân thụ kia để tồn tại, có thể thấy được y không phải là ngôn vu chân chính. Hơn nữa dựa vào kết quả công kích lúc trước có thể thấy phạm vi ảnh hưởng ngôn xuất pháp tùy của y không quá 3 thước, vẫn có cơ hội thắng y. Viên Minh trầm ngâm nói. Vậy ta phải làm gì? Nghe hắn phân tích xong, tuy rằng Hoa Chi còn không hiểu rõ lắm nhưng vẫn cảm thấy có lý. Viên Minh nhíu mày không nói, sau một phen suy tính, hắn vung tay bày ra tù. La Phệ huyết đồ, hai bóng người huyết ảnh cùng Hồng Lăng đồng thời bắn ra. Viên đạo hữu, hai người đồng thời ôm quyền. Viên Minh chỉ thuật sơ qua tình huống trước mắt cho hai người kia một chút, huyết ảnh mới cười nói. Nói như vậy là muốn tất cả chúng ta cùng công kích khiến y không kịp thi triển thần thông ngôn xuất pháp tùy, đúng không? Không sai. Viên Minh gật đầu nói. Vừa nói xong, cả bọn bốn người bao gồm cả Hoa Chi đồng thời tản ra, từ các góc độ khác nhau tấn công về phía nam tử khô gầy kia. Mấy người xông lên, nam tử khô gầy tựa hồ cũng nhận ra nguy cơ. Lúc này ma vân thụ lay động kịch liệt, dây leo bên trên thân cây như nổi cơn điên không ngừng vung vẩy đánh tới đám người. Cả bốn vội lách người tránh thoát dây leo đánh tới rồi vọt đến gần hơn. Hoa Chi thấy mấy sợi dây leo như mũi thương thẳng tắp đâm tới mình bèn vung hai tay hóa thành dây leo kết thành tấm khiên tròn đen kịt chắn trước người mình. Còn thân thể vẫn cứ vọt phóng thẳng tới nam tử kia. Bên kia, hoa huyết trong tay huyết ảnh cũng chém ngang ra, một đao màu đỏ tươi chém tới, Hồng Lăng cau mày, cổ tay cong lại, một luồng sáng đỏ chen chúc đi ra, lao thẳng về phía trước. Viên Minh hiện đang đối diện với nam tử khô gầy, tay cầm diệt hồn kiếm, một kiếm chém thẳng tới. Tuy rằng ba người bọn họ theo các góc độ khác nhau công kích tới nhưng cũng ăn ý tự giữ khoảng cách mây trượng với nam tử khô gầy trong ma vân thụ, sợ tiến vào trong phạm vi ảnh hưởng của thần thông ngôn xuất pháp tùy. Chỉ có Hoa Chi vẫn nhớ rõ lời Viên Minh nói về phạm vi ảnh hưởng 3 thước kia, bèn hung hăng đâm đầu tới. Ba đạo thuật pháp công kích vừa lao đến, mới đến gần thì đã nghe nam tử khô gầy đột ngột quát lên, thuật pháp không còn. Lúc này đây giọng nói này đã lớn hơn lúc trước nhiều, ba đạo thuật pháp còn chưa cách người y được một trượng đã phốc lên một tiếng, tan biến không còn gì cả. Phạm vi quả nhiên đã mở rộng, trong lòng ba người đều run lên. Hoa Chi, mau trở lại. Viên Minh vội vàng gọi lớn. Nhưng đã quá muộn, Hoa Chi một đầu đụng thẳng vào bóng người khô gầy trước mặt. Tay giơ khiên tròn màu đen cứ tiếp tục xông tới. Viên Minh nhướng mày, phát hiện công kích của Hoa Chi vậy mà không bị hóa giải, trong mắt vừa kinh vừa hỉ. Lục thức không rõ, giọng nói nam tử khô gầy lại lần nữa vang lên. Thân thể Hoa Chi rõ ràng đã gần trong gang tấc chợt bị lệch đi như tiểu quỷ say rượu, mất đi tính chính xác, hướng về một bên khác của ma vân thụ, đâm thẳng vào không trung, đập hụt ra ngoài. Mấy sợi dây mây lập tức theo sát lấy, đâm về phía sau lưng nàng. Phản ứng của Hoa Chi cực nhanh, khẩn cấp chuyển khiên tròn màu đen ra sau lưng. Bởi lục thức đã bị quấy nhiễu, động tác cũng xảy ra biến hóa lớn, nàng cũng chỉ có thể khống chế sức lực chuyển được tấm khiên lệch qua bên mé phải. Có hai sợi dây mây đâm trúng mặt thuẫn màu đen, xé rách mặt thuẫn thành nhiều, mảnh. Còn những sợi dây mây khác thì đâm thẳng vào phía sau lưng Hoa Chi, định lần nữa kéo nàng về phía thân cây, lúc này chỉ thấy một bóng người màu đỏ hiện lên. Viên Minh thi triển huyết ảnh độn một kiếm chặt đứt sợi mây, mang theo Hoa Chi lui về chỗ cũ. Viên đạo hữu, không được rồi, thần thông ngôn xuất pháp tùy của y không phải nhằm vào một người. Chỉ cần có thuật pháp đó, y có thể một lần cấm tuyệt toàn bộ. Huyết ảnh nói, chẳng qua tựa hồ như y không thể hóa giải công kích của Hoa Chi. Hồng Lăng trầm ngâm nói, bởi vì công kích của Hoa Chi không phải là thuật pháp, không thể vì câu thuật pháp không còn là có thể xóa bỏ được. Viên Minh nhếch miệng cười cười nói, quả là vậy, nhưng sau đó y còn có câu lục thức không rõ là ngôn chú gây nhiễu loạn cảm giác phải không? Hồng Lăng hỏi, đúng vậy, y muốn đối phó với hai loại hình thức công kích khác nhau thì phải dùng đến hai loại ngôn chú khác nhau. Viên Minh gật đầu nói, Hồng Lăng nghe vậy, dáng tươi cười trên gương mặt nở rộ, nói như vậy nhân số công kích không phải trọng điểm phải là phương thức công kích đa dạng. Nói như vậy chỉ cần chúng ta dùng phương thức công kích khác nhau là có thể khiến y không còn rảnh rỗi dùng ngôn chú triệt tiêu hết. Huyết ảnh cũng hiểu ra. Viên Minh nghe vậy lắc đầu nói, có lẽ thiếu sót đó cũng không lớn như vậy. Sao lại thế? Hồng Lăng khó hiểu hỏi. Phương thức công kích thật ra cũng chỉ chia thành 3 loại, là công kích thể thuật, công kích thuật pháp cùng công kích thần hồn.
Ví dụ như dù có dùng thuật pháp cùng pháp bảo, phù lục nhiều thế nào đi nữa cũng chỉ một câu thuật pháp không còn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa chúng ta còn không biết ngôn xuất pháp tùy của y có thể tác dụng trực tiếp lên thân thể hay không nữa. Viên Minh trầm ngâm nói. Còn vấn đề nghiêm trọng hơn mà hắn chưa nói ra, bởi hắn biết rõ năng lực ngôn vu có thể một lời chặt đứt sinh tử một người. Đương nhiên việc này cũng gây hao tổn thần hồn người làm phép cực lớn. Nhưng nếu muốn dùng ngôn chú cường đại đến mức một lời định sinh tử, nhất định phải ở khoảng cách vừa đủ, hoặc là hai bên có thể tiếp xúc tứ chi nếu không rất khó có hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân từ khi Viên Minh khôi phục nhân thân vẫn một mực chọn khống chế một khoảng cách, không cận thân chém giết. Không thể cứ suy đoán mãi được, không bằng thử công kích một lần. Ta dùng thể thuật cận thân công kích, nếu không được ta dùng huyết ảnh độn trốn là được. Hai người các ngươi một dùng công kích thuật pháp, một dùng công kích thần hồn, chúng ta xem thử hiệu quả thế nào rồi tính tiếp. Huyết ảnh không nhịn được nói. Cũng được. Viên Minh nghe vậy, cau mày suy nghĩ một lát mới gật đầu nói. Nói xong thân hình huyết ảnh hóa thành một đạo huyết quang, trong giây lát đã tới trước người nam tử khô gầy. Hoa huyết đao trong tay phát sáng rực rỡ chém về phía đầu y. Hồng Lăng theo sát phía sau, cổ tay run lên, một luồng sáng đỏ thẳng tắp bắn ra. Viên Minh cũng đưa tay nhấn vào mi tâm, điểm chỉ về phía trước, một con hồn trong cơ thể lôi cuốn phù văn chúng sinh đụng thẳng vào mi tâm của nam tử khô gầy. Trong mắt đen nhánh của nam tử khô gầy không chút biến đổi, miệng khẽ quát một tiếng, lục thức không rõ. Lúc này lưỡi đao của huyết ảnh đã không còn chính xác, sượt qua bên cạnh nam tử khô gầy, bổ vào không trung. Ngay sau đó lại có tiếng nói vang lên, thuật pháp không còn, công kích của Hồng Lăng tiêu tán đi mất. Nhưng mà không đợi y nói ra câu chú ngôn thứ ba thì hồn của Viên Minh đã đâm thẳng vào trong thức hải y. Đầu của nam tử khô gầy đột ngột ngửa về phía sau. Viên Minh thấy vậy mà mừng rỡ, lập tức điều động lực lượng phù văn chúng sinh thi triển huyễn thuật nhằm khống chế y. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo hắn không khỏi khẽ giật mình. Bởi hắn nhìn thấy ma vân thụ trước mắt đột nhiên lớn lên gấp ngàn lần, thân hình nam tử khô gầy kia cũng tăng vọt lên cả ngàn lần. Chính hắn thì đang ở dưới thân cây, nhỏ bé như thể con sâu cái kiến, trong đầu lập tức nảy sinh ý nghĩ không thể nào chiến thắng được. Bất quá chỉ khủng hoảng trong tích tắc, Viên Minh đã đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng gọi quạ bay trở về. Có như vậy, ảo giác trước mắt hắn mới biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng thần hồn thật cường đại, không hổ là gia hỏa có thể thi triển thần thông ngôn xuất pháp tùy. Cảnh tượng trước mắt Viên Minh khôi phục, không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ. Huyết ảnh cùng Hồng Lăng cũng đều lui trở về, dò hỏi, lại thất bại. Kẻ kia rất có thể đã đạt tới cảnh giới ngôn vu, huyễn thuật của ta không khống chế được y. Chẳng qua ta phát hiện hồn lực y tựa hồ đã có điểm suy yếu. Viên Minh nhíu mày, chậm rãi nói. Sao lại nói vậy? Hồng Lăng nghi ngờ nói. Lần đầu nhìn thấy y, ta đã bị huyễn thuật khống chế, lúc ấy muốn tránh thoát ảo cảnh cũng không nhẹ nhõm như vừa rồi. Viên Minh đáp. Lúc trước hắn vừa liếc nhìn nam tử khô gầy, không nhờ lực lượng bất tử thụ hóa thành thân cây thì hắn căn bản không cách nào thoát khỏi ảo cảnh được. Lúc này hắn lại nhẹ nhõm tự tỉnh lại. Điều này nói rõ y thi triển ngôn chú vô cùng hao phí hồn lực. Chỉ cần y yêu hao hồn lực cực lớn thì sẽ không cách nào thi triển ngôn chú với các ngươi được nữa, lúc đó là lúc chúng ta thủ thắng. Đôi mắt Hồng Lăng sáng ngời nói. Không sai. Viên Minh gật đầu nói. Cũng là do y liên kết chặt chẽ với gốc cây kia, không cách nào thoát thân xuất kích, chỉ có thể bị động phòng thủ nếu không sẽ khó đối phó hơn nhiều. Huyết ảnh nói thật lòng. Định ra kế sách xong, ba người liền bắt đầu thay nhau thi triển thần thông công kích nam tử khô gầy kia. Hoa Chi đợi đến lúc hơi khôi phục lại, cũng bắt gia nhập đội ngũ công kích. Viên Minh vừa công kích, vừa thúc giục thuật quan sát khí tức cẩn thận quan sát biến hóa của nam tử kia. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đã liền phát hiện phạm vi thi triển ngôn chú của nam tử khô gầy kia đã rút xuống hơn phân nửa, uy lực thi triển ra cũng không lớn bằng lúc trước. Có vài lần công kích của bọn hắn cũng chỉ bị ngôn chú suy yếu nhưng cũng không làm hoàn toàn biến mất. Khi Viên Minh thấy được sáng màu đỏ do Hồng Lăng đánh ra đã bị hóa thành một luồng sáng đỏ mờ ảo đánh lên người nam tử khô gầy thì hắn biết, cơ hội tới. Hắn truyền âm nói một tiếng, rồi vung tay lên trải bách quỷ dạ hành đồ ra, hàng trăm hàng ngàn quỷ vật âm sát từ bên trong lao vọt ra, trùng kích về phía nam tử khô gầy. Bách quỷ lui tản, nam tử khô gầy khàn giọng hét to. Phần lớn quỷ vật đều đã hóa thành sương mù tan biến đi mất,
nhưng vẫn còn rất nhiều con không biến mất, đủ thấy lực lượng y đã tiêu hao quá nhiều, uy lực ngôn chú đã giảm đi nhiều rồi. Mấy người Viên Minh thấy thế bèn không chần chừ nữa, nhao nhao toàn lực ra tay. Hồng Lăng múa may hai tay, từng luồng sáng màu đỏ theo đủ góc độ khác nhau bắn nhanh đi. Ma Vân Thụ lập tức như yêu ma cuồng loạn nhảy múa, không ngừng vung vẩy dây leo đánh tới luồng sáng đỏ. Ánh đao của Huyết Ảnh theo sát phía sau, không chừa cơ hội cho y thở dốc, liên tiếp chém tới. Viên Minh vung tay lên, vung mấy viên bạo hỏa cầu có dung nhập lực lượng Thái Dương bên trong đánh tới nam tử khô gầy. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 695, Ác quỷ nuốt danh tự. Thuật pháp, không còn. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của đám người Viên Minh, nam tử khô gầy khó nhọc hô lên một câu. Công kích của ba người trong nháy mắt đồng thời mất đi lực lượng, linh quang tán loạn. Thấy vậy Viên Minh không gấp mà còn cười cười, bởi hắn biết nam tử kia đã là nỏ mạnh hết đà. Tinh quang trong mắt của hắn lóe lên, thúc giục ý niệm, bàn cơ trưởng lão vẫn một mực nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bỗng xoay người ngồi dậy. Trường kiếm màu đen trong tay đột ngột đâm thẳng về phía nam tử kia. Lúc này đây nam tử kia không kịp phòng bị, lồng ngực bị trường kiếm xỏ xuyên qua. Kỳ thật một khắc trước Viên Minh đã phát hiện mối liên hệ bị chặt đứt giữa mình và thụ nhân bàn cơ trưởng lão đã được khôi phục lại. Nhưng hắn một mực ẩn nhẫn không phát động chính là chờ cơ hội này. Trường kiếm đâm thủng trái tim nam tử khô gầy kia, đồng thời cũng có một ánh đao đỏ tươi chém ngang qua phần cổ y. Xoẹt! Một tiếng vang lên, một cái đầu đen xì bay lên, Ma Vân Thụ sau lưng y cũng bị đứt gãy ngang. Ma Vân Thụ sụp đổ trên mặt đất, dây leo lan tràn ra trên thân cây cũng lập tức rụt về rồi biến mất không còn gì nữa. Viên Minh bước nhanh về phía trước, một phát bắt được đầu lâu đen trên mặt đất, ném vào trong tu la phệ huyết đồ, tạm thời phong cấm lại. Sau đó hắn mới nhìn về phía thân cây vừa đổ, dạp trên mặt đất cùng với phần còn lại đang liên kết với thân thể nam tử kia. Viên Minh khẽ suy nghĩ, rồi vung tay lên tách chúng ra, thu vào trong hai pháp khí khác hẳn nhau, dự định rời khỏi nơi đây mới bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra qua. Trường Xuân Quan, mưa đã tạnh, mây đen trên bầu trời cũng tản đi cả. Nhưng mặt trời đã sớm hạ xuống mé tây chỉ để lại một mảnh tàn nguyệt cùng điểm điểm ánh sao treo cao trên bầu trời, tản ra một chút ánh sáng leo lắt. Trong màn đêm, đại trận hộ tông Trường Xuân Quan không ngừng hiện lên từng đợt linh quang xanh thẳm như sóng nước nhộn nhạo, lại như sóng biển gầm gào. Những khe núi bị linh quang này nhồi nhét vào mà như thể biến thành một vùng đất bị nước biển bao phủ, biến cả một dãy núi thành một vùng ngập nước. Sau trận chiến ở thành Vũ Hóa, đại quân Vu Nguyệt Giáo đã không lưu lại thêm tức khắc nào mà bay thẳng đến sơn môn Trường Xuân Quan, triển khai tiến công mãnh liệt vào đại trận hộ tông của Trường Xuân Quan. Lúc này đây thế công của bọn họ đã không hề lưu lực lại, tất cả tu sĩ Nguyên Anh Vu Nguyệt Giáo đều gia nhập chiến cuộc. Ba người Nghê Mục cũng đích thân ra tay thi triển mọi thủ đoạn nhằm công phá đại trận. Bên phía Vân Hoang Minh cũng sẽ không để bọn họ tùy ý tấn công. Ngoại trừ Thiên Cơ Tử cùng mấy tu sĩ Nguyên Anh chịu trách nhiệm điều khiển đại trận, những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng tự chọn đối thủ cho mình, bảo hộ đại trận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã tiến vào trong giai đoạn gay cấn. Hai bên hầu như đã chém giết đỏ mắt, đã không còn tính toán, không còn an bài gì, cũng không còn mưu đồ gì khác nữa. Tất cả mọi người cũng chỉ còn một ý niệm duy nhất là có thể giết chết đối thủ mà thôi. Bên ngoài đại trận, khôi lỗi màu vàng cao lớn trầm mặc vung nắm đấm, dùng lực lượng cực đại oanh kích đại trận. Mỗi một quyền rơi xuống, bộ phận đại trận tiếp xúc với đầu quyền sẽ nhanh chóng hóa thành kim loại, dù linh khí không thực chất nhưng trong tích tắc đó cũng đã bị hóa thành kim loại cồng kềnh. Nhưng mà đại trận không phải là tử vật, linh quang màu lam như thể sóng nước không lúc nào không lưu động. Mỗi khi có bộ phận đại trận bị hóa thành kim loại thì sẽ lại bị lưu chuyển đi qua nơi khác, tránh bị khôi lỗi vận dụng đến. Thế nhưng cứ mãi như thế cũng không phải là kế lâu dài, dù đại trận có biến hóa muôn vàn thì cũng vô lực không thể đối mặt với khôi lỗi màu vàng đồng hóa hết thảy mọi thứ này. Cũng may khôi lỗi màu vàng cực lớn không phải không bị tiêu hao, mà cần có đại lượng linh thạch không ngừng nghỉ cung cấp linh lực cho nó. Cách đó không xa, một luồng kiếm quang chói mắt phá vỡ bầu trời chém tới Nghê Mục, mà Nghê Mục tức thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, linh quang lóe lên bên ngoài cơ thể. Tuy rằng nhìn gã không có thay đổi gì nhưng khi kiếm quang chém qua, chỉ có một khôi lỗi bằng gỗ bị chém thành hai khúc rơi từ không trung xuống. Ha ha,
Nghe mục ngươi ẩn nấp đủ sâu, thủ đoạn như vậy lại chưa từng bại lộ ra. Hôm nay buông tay tung ra hết khiến ta giật mình không ít, chỉ tiếc đại tài như vậy lại khuất phục Vu Nguyệt Thần, cam tâm biến mình làm khôi lỗi, quả thật không khôn ngoan. Ngoài miệng Vạn Thiên Nhân nói vậy nhưng lại liên tiếp chém ra đạo kiếm quang, xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau chém về phía Nghê Mục. Đã lúc này rồi Vạn Thiên Nhân ngươi còn xính miệng lưỡi làm gì? Nghê Mục lắc đầu, đưa tay vỗ, dùng pháp bảo ngăn cản kiếm quang lại. Nghê Mục, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ, Vu Nguyệt giáo dùng hồn tu làm căn bản, dù tương lai chiếm được thiên hạ thì ngươi chỉ là một pháp tu, có thể đạt chức vụ cao gì? Huống chi ta đã nhìn ra khôi lỗi như ngươi còn có thể đề tăng thêm một bước nữa. Ngươi nói xem nếu Trường Xuân Quan bị diệt, Vu Nguyệt Thần có thể lưu lại một kẻ có khả năng uy hiếp được địa vị mình. Vạn Thiên Nhân tiếp tục dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần Nghê Mục, uy hiếp được hắn. Ha ha, Vạn Thiên Nhân, ngươi nói ra lời này chứng tỏ còn chưa hiểu rõ hắn. Trên mặt Nghê Mục lại nổi lên tia cười cười chế nhạo. Thấy vậy Vạn Thiên Nhân nhất thời nghi hoặc. Y đã tiếp xúc với Kim Xào qua nhiều lần nên hiểu sâu về sức mạnh phản hư kỳ hơn hẳn tu sĩ khác. Tuy rằng thần thông Vu Nguyệt Thần quỷ dị nhưng chưa đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng được. Vậy rút cuộc thứ gì khiến Nghê Mục sợ hãi như thế? Trong đầu Vạn Thiên Nhân vừa lóe lên suy nghĩ này, chợt cảm thấy tim đập cực nhanh, linh lực trong cơ thể y lập tức hỗn loạn. Chiến trường Nguyên Anh kỳ chỉ cần xảy ra sai lầm trong tích tắc cũng có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng. Nhưng lúc này Nghê Mục không nhân cơ hội phản kích mà đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi tương tự như Vạn Thiên Nhân. Cùng lúc đó, trong cung điện màu đen phía sau đại quân Vu Nguyệt giáo đột nhiên bộc phát ra một chấn động thần hồn cực kỳ phẫn nộ. Các tu sĩ Vu Nguyệt giáo lưu thủ tại đại điện gần đó bị chấn động này đảo qua, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn hận, sau đó phẫn nộ nhanh chóng biến thành thống khổ, thất khiếu tuôn ra máu tươi. Tất cả mọi người đồng thời rên rỉ một tiếng, rồi nhao nhao ngã trên mặt đất. Đúng lúc này cửa đại điện màu đen cũng đột nhiên mở ra, nương theo lấy một cơn gió màu đen cuồng loạn là một bóng người cao lớn bị khói đen bao phủ bay thẳng lên bầu trời. Chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nảy sinh một cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có, khiến tất cả đều vô thức quay đầu nhìn về phía bóng người có hai đồng tử mắt như mặt trăng sáng trên không trung. Vu Nguyệt Thần, hắn rốt cuộc muốn đích thân xuất thủ ư? Bên trong Trường Xuân Quan, Thiên Cơ Tử siết chặt nắm tay, trong lòng đầy cảnh giác. Bất ngờ là Vu Nguyệt Thần hiện thân rồi lại không nói gì, cũng không ra tay, công kích đại trận Trường Xuân Quan mà quay lưng về phía mọi người, hung hăng nhìn về phương xa. Đây là... Nghê Mục chú ý tới phương hướng nơi Vu Nguyệt Thần nhìn qua, là chỗ Hắc Vu Sơn, tim giật thót lại. Trong chớp mắt, mọi người đồng thời trông thấy Vu Nguyệt Thần đột nhiên đưa tay, dùng ngón tay làm bút vạch một đường ngang qua hư không. Trong chốc lát gió mây biến sắc, dưới chân Vu Nguyệt Thần đột nhiên nứt ra một khe sâu thẳm, cuồng phong gào thét như thể tiếng quỷ gào ầm ĩ chói tai khiến người khác nghe được mà muốn nứt cả đầu. Cùng lúc đó trong miệng Vu Nguyệt Thần cũng phun ra một tràng âm tiết quỷ dị. Phàm là người nào nghe được âm thanh này cũng cảm giác thần hồn mình đột nhiên chấn động như thể bị thứ gì trùng kích vào, khiến tất cả trở nên hoảng hốt. Vào lúc này, thần niệm của tất cả mọi người đều đang điên cuồng báo động, cảnh báo bọn họ không được tiếp tục nhìn chằm chằm. Thế nhưng bọn họ lại cảm nhận được một lực hấp dẫn khó hiểu khiến bọn họ không cách nào chuyển mắt được, chỉ có thể sửng sốt nhìn chằm chằm từng động tác của Vu Nguyệt Thần. Không, không thể nhìn, che kín thần thức cùng ngũ giác lại. Nghe Mục dựa vào ý chí lực cưỡng ép mình chuyển rời ánh mắt, phong bế giác quan của mình đồng thời la lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lúc này Vạn Thiên Nhân cũng rời được ánh mắt khỏi động tác của Vu Nguyệt Thần, nghe thấy những lời này của Nghê Mục, y căn bản không kịp suy nghĩ, cũng đồng thời phong bế giác quan, lặp lại lời gã lần nữa. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, dù là tu sĩ Vu Nguyệt giáo hay tu sĩ Vân Hoang Minh đều liều mạng muốn tránh thoát lực hấp dẫn này, phong bế thần thức lại. Thế nhưng ngoại trừ những kẻ có đại nghị lực ra thì hầu hết những người còn lại không chỉ không rời được ánh mắt, mà còn lâm vào như si như mê nhìn chăm chú vào từng động tác của Vu Nguyệt Thần. Lúc này Vu Nguyệt Thần lại hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của những người khác, chỉ không ngừng viết lên văn tự trong không trung, mỗi một chữ đều dụng hết sức lực. Đồng thời trong miệng hắn cũng phun ra càng thêm nhiều âm tiết cổ quái khác nữa. Nét bút vẽ nhiều rồi, khe sâu dưới chân hắn mới đột ngột toát ra ngàn vạn cánh tay quỷ dữ tợn ra sức cào cấu ngoi lên trên.
Chỉ trong chốc lát đã có từng con ác quỷ dữ tợn mang theo tất cả oán niệm ác ý từ khe sâu kia bò đi ra, chen lấn tranh nhau bay về phía Vu Nguyệt Thần. Nhưng con ác quỷ này chen lấn nhau, không muốn bị chen lấn phía sau cho nên đã xé rách cả thân thể đồng bạn mình ngay giữa không trung. Răng cắn vuốt xé, phải cắn nuốt sạch sẽ thi thể đồng bạn mình mới bằng lòng bỏ qua. Cứ như vậy, những con ác quỷ leo ra từ khe sâu nhanh chóng lâm vào trong vòng tuần hoàn tự giết lẫn nhau. Mà chữ viết của Vu Nguyệt Thần càng ngày càng rõ ràng, âm tiết trong miệng thốt ra càng ngày càng nhiều, lại có càng nhiều ác quỷ hơn nữa xuất hiện. Chúng điên cuồng chém giết nhau, tình cảnh càng ngày càng kịch liệt. Khi Vu Nguyệt Thần viết xong một chữ viên nguyên vẹn, đám tu sĩ chưa thể rời ánh mắt đi hoặc chưa kịp phong bế giác quan đồng thời kêu thảm một tiếng. Cả người lập tức rạn nứt, thân thể nổ tung toàn máu là màu, thần hồn lại bay cả về phía khe sâu. Trong quá trình bay đi, thần hồn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một con ác quỷ dung nhập vào cuộc huyết chiến giữa không trung kia. Trong tu sĩ bị chết đi này có tu sĩ Vân Hoang Minh, cũng có tu sĩ Vu Nguyệt Giáo. Nhưng Vu Nguyệt Thần vẫn không quản tới sinh tử của đám sâu kiến này mà vẫn cứ tiếp tục viết chữ, viết lên chữ thứ hai. Thời gian dần trôi qua, chữ thứ hai dần dần thành hình, ác quỷ leo ra khỏi khe sâu cũng càng ngày càng ít, tràng cuộc chém giết vô cùng thê thảm cũng sắp đến khâu cuối cùng. Ngay khi chữ Minh hiện ra trong hư không thì đám ác quỷ chui ra khỏi khe sâu cũng chỉ còn 4 con. Bởi cắn nuốt hết tất cả ác quỷ khác nên hình thể của chúng nó đã lớn gấp 3 lần lúc trước. Còn có vô số vong hồn bao quanh thân thể của chúng, hiện ra từng gương mặt hư ảo tràn đầy vẻ oán độc cùng căm hận. Lúc này Vu Nguyệt Thần mới cúi đầu xuống, nhìn về phía mấy con ác quỷ còn sót lại, trong mắt lại tựa hồ xuất hiện một tia bất mãn nhàn nhạt. Chẳng qua hắn không do dự, trực tiếp thò tay về phía hai chữ viên minh trước người, lập tức có một luồng khói đen bao phủ lấy cái tên này. 4 con ác quỷ như đã cảm nhận được gì, bèn bay cả lên đám mây, miệng lớn đỏ ngòm há to, nhanh chóng nuốt cả cái tên lẫn với luồng khói đen kia vào. Ngay dưới cái nhìn chăm chú của Vu Nguyệt Thần, mấy con hài lòng nuốt cái tên kia vào hài lòng vỗ vỗ bụng, tiếp đó chúng quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Vu Sơn nơi phương xa. Sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành vô số ác niệm cực thuần túy biến mất giữa không trung. Chương 696, để ta thử một chút. Cùng lúc đó, Hắc Vu Sơn, lúc này Viên Minh đang vây quét tàn đảng Vu Nguyệt Giáo, bỗng nhiên hắn cảm nhận được thần hồn của mình tựa như nổ tung. Một cỗ cảm giác hôn mê mãnh liệt và suy yếu dâng tới trong lòng, làm hắn lảo đảo hai bước ngã trên mặt đất. Kim Cương bên cạnh giật mình, vội vàng tiến lên xem xét, nhưng lúc này Viên Minh đã không còn khí lực nói chuyện, toàn bộ tâm thần đều rời đến trên thần hồn của mình. Mà giữa Bạch Ngọc Liên Đài, thần hồn Viên Minh lúc này xuất hiện một điểm đen không ngừng khuếch tán ra. Vô cùng vô tận ác niệm không ngừng đánh thẳng vào thần hồn hắn, tựa như có mấy vạn ác quỷ ẩn thân trong điểm đen, không ngừng gặm nuốt lấy thần hồn hắn. Viên Minh thậm chí không biết nên ứng đối tình huống này thế nào, thần hồn không ngừng bị hao tổn càng làm cho tinh thần hắn hoảng hốt, bất kỳ một ý niệm hoàn chỉnh nào trong đầu cũng không ngừng tụ nổi. Cũng may lúc này, Bạch Ngọc Liên Đài tựa hồ đã nhận ra tình huống hắn không đúng, chủ động đưa nguyện lực cất giữ vào thần hồn hắn, không ngừng bổ khuyết thần hồn hắn hao tổn, kiềm chế điểm đen bành trướng. Nguyện lực như nước ấm chảy vào, rất nhanh có hiệu dụng, Viên Minh thống khổ được làm dịu, ý thức cũng dần dần rõ ràng. Phát giác được trạng thái bản thân, càng chủ động dẫn dắt nguyện lực đến, tu bổ thần hồn, chống cự ác niệm. Kim Cương, ta cần chữa thương, thay ta, hộ pháp. Bên ngoài, Viên Minh phân ra một tia tâm thần chống lên thân thể, bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, phân phó Kim Cương một tiếng, sau đó toàn tâm đối kháng ác niệm. Một bên khác, ngoài sơn môn Trường Xuân Quan, Vu Nguyệt Thần nhìn hướng Hắc Vu Sơn, lông mày dần dần nhăn lại. Có lẽ do Vu Nguyệt Thần đã ngừng thi pháp, trong lòng những người sống sót trên chiến trường lúc này cũng không còn sinh ra báo động, nhưng đa phần trong bọn họ vẫn không dám giải trừ thủ đoạn bảo vệ. Chỉ có Thiên Cơ Tử, tựa hồ đạt được Thương Hải Huyền Thủy Châu nhắc nhở, chủ động mở mắt ra, nhìn về phía Vu Nguyệt Thần, thấy không còn dị tượng, y cũng không nhịn được thở dài một hơi. Vừa rồi là đạo thần thông chú sát của Vu Nguyệt Thần. Lấy tu vi của ta, lại có linh bảo hộ thể, ngay cả đứng ngoài quan sát cũng không được. Thần thông lợi hại như vậy, chú là người nào? Thiên Cơ Tử tự lẩm bẩm, thần thức phi tốc đảo qua chiến trường, lại phát hiện cao tầng Vân Hoang Minh không thiếu một ai. Tuy có một số nguyên anh không thấy bóng dáng,
nhưng đều không phải giữ vai trò lợi hại, tuyệt đối không có khả năng dẫn tới Vu Nguyệt Thần đối đãi như vậy. Là Viên Minh, trước đây hắn liên lạc với ta, nói muốn ở phía sau tập kích đại bản doanh Vu Nguyệt giáo. Vu Nguyệt Thần nhìn chăm chú hướng đó, bên kia nhất định đã xảy ra chuyện gì trọng đại mới khiến hắn tức giận như vậy, thậm chí không để ý thương thế, trực tiếp vận dụng chú sát. Đúng lúc này, thanh âm Tịch Ảnh truyền tới. Ảnh thần sư nói những lời này là phỏng đoán hay là có chứng cứ xác thực? Thiên Cơ Tử vội vàng hỏi. Phỏng đoán, nhưng 89/10, chẳng biết ngươi có chú ý tới, hiện tại Vu Nguyệt Thần lấy hồn thể hiện thân tại thế, lúc hội minh, tốt xấu hắn còn ngụy trang một chút, làm chúng ta đoán không ra trạng thái hắn, nhưng lần này lại trực tiếp bại lộ, chứng tỏ nhục thể của hắn nhất định xảy ra chuyện, thậm chí khả năng đã bị chém giết. Nếu ta đoán không sai, tiếp theo hắn sẽ đích thân xuất thủ công kích đại trận, chỉ cần có thể ngăn hắn một thời gian ngắn, chắc chắn hắn sẽ thối lui, Vu Nguyệt giáo cũng chỉ có thể lui binh. Tịch Ảnh nói chắc chắn. Nghe vậy, Thiên Cơ Tử lập tức quan sát trạng thái Vu Nguyệt Thần, rất nhanh xác nhận, Tịch Ảnh nói không giả. Hồn tu đạt tới Minh Vu cảnh, thần hồn có thể rời nhục thân hoạt động trong thời gian dài, nhưng cũng không có nghĩa là có thể triệt để vứt bỏ nhục thân mà sống, nhất là nhục thân nguyên bản, một khi mất đi, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Cho dù là ngôn vu, tối đa cũng chỉ là có thể kiên trì thêm một hồi, không có khả năng lông tóc không tổn thương gì. Cùng lúc đó, Vu Nguyệt Thần cũng đã nhận ra Thiên Cơ Tử nhìn trộm, lúc này hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, đối mặt với Thiên Cơ Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ hắc quang đột nhiên từ trong mắt y bắn ra, trực tiếp dung nhập vào thần thức Thiên Cơ Tử vốn đang thăm dò trên chiến trường. Lông mày Thiên Cơ Tử lập tức nổi lên một điểm màu đen, mà thân thể gã cũng đồng thời cứng đờ, hai mắt trợn lên, cảm thấy toàn thân tê dại vô lực, ngay cả khí lực giơ ngón tay cũng không có. Là Nê Lê Thần Mục. Thiên Cơ Tử run sợ, nhận ra thần thông này của Vu Nguyệt Thần, lại hoàn toàn không có cách phá giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bước về phía tử vong. Mà đúng lúc này, Thương Hải Huyền Thủy Châu trước người gã đột nhiên dâng lên một mảnh thủy sắc linh quang, một vị thần nữ khoác vũ y từ trong thủy quang đi ra. Cánh tay phải khẽ nâng lên, trên vai nàng lập tức bay ra một đạo ánh sáng, như vòng buộc tóc cuốn lấy trán Thiên Cơ Tử. Từng cơn thủy sắc linh quang cọ rửa qua thân thể Thiên Cơ Tử, cuốn đi vô số sương mù màu đen. Thiên Cơ Tử rốt cuộc khôi phục trưởng khống thân thể, không kịp cảm tạ khí linh Thương Hải Huyền Thủy Châu, lập tức thi pháp. Toàn lực thôi động đại trận hộ tông, chuyển hướng tu sĩ Vân Hoang Minh đang ra trận tác chiến trở về, đồng thời cũng tăng uy lực trận pháp lên tới cực hạn. Trong phút chốc, bên ngoài đại trận, vô số nước mưa trút xuống, dày đặc tựa như một màn tre không giới hạn, thậm chí vươn cánh tay ra cũng không thấy. Nhưng trên bầu trời không thấy bất kỳ mây đen nào, nước mưa phảng phất từ hư không đến, rơi xuống mặt đất, lại không để lại một tơ một hào nước đọng. Nhưng Vu Nguyệt giáo đồ ở trong nước mưa, tuy cũng cảm thấy ngưng trệ, tựa như toàn thân bị nước bùn bao trùm, đưa tay dậm chân như có ngàn vạn lực cản nắm kéo thân thể. Càng chết là, ngay cả linh lực trong cơ thể bọn họ vận chuyển cũng bị ảnh hưởng, kinh mạch giống như chất lỏng sình sịch bế tắc. Tu sĩ Vu Nguyệt giáo lúc này cũng vừa giải trừ che đậy giác quan, còn không biết tu sĩ Vân Hoang Minh vừa mới giao thủ đã đi nơi nào, lại lâm vào quẫn cảnh như thế. Trong lúc nhất thời, ngay cả bọn Nghê Mục cũng khó mà tiếp tục ra tay, công kích đại trận Trường Xuân Quan. Nhưng Vu Nguyệt Thần lúc này mặc dù cũng đứng trong mưa, nhưng tất cả nước mưa giống như có linh tính, vòng qua thân y, không có một giọt nào rơi trên người y. Chút tài mọn. Vu Nguyệt Thần nhẹ giọng nói một tiếng, thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở phía trên đại trận, tay phải đè ép xuống. Chỉ một động tác như vậy, lại có vài chục đạo hắc trưởng to lớn xuất hiện trên không đại trận, cực kỳ nguy cấp vỗ xuống đại trận. Ầm, theo cự trưởng rơi xuống, đại trận đột nhiên run rẩy, trên đó linh quang đồng thời mờ đi ba phần. Thiên Cơ Tử, toàn lực giúp ta. Trong đại trận, sắc mặt khí linh Thương Hải Huyền Thủy Châu ngưng trọng không ít, mở miệng, đồng thời hai tay kết pháp quyết, trên Thương Hải Huyền Thủy Châu lập tức tăng vọt thủy mang. Thiên Cơ Tử bên cạnh vội khoanh chân ngồi xuống, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đồng thời điểm hướng mộc văn nơi trán. Từ đó lôi ra một đạo linh tơ màu xanh biếc, ném thẳng tới phía trước, để nó chui vào Thương Hải Huyền Thủy Châu. Ngay sau đó, bên ngoài Thương Hải Huyền Thủy Châu nổi lên một hư ảnh đại thụ, tuy là linh quang huyễn hóa, nhưng mỗi một bóng cây nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ nồng đậm và sức sống. Trong phút chốc, linh quang trên Thương Hải Huyền Thủy Châu lại tăng vọt,
trọn vẹn đề cao gấp 3 lúc trước. Mà lực lượng hạch tâm tăng lên, lập tức ảnh hưởng đến đại trận, không chỉ làm linh quang trên đó tăng vọt mấy lần, vừa rồi bị Đại Hắc Thiên Thần Trưởng đánh tan một phần cũng trong nháy mắt tu bổ xong. Thậm chí ngay cả trận mưa to lúc này cũng như thác nước bay tả, nước mưa hợp thành một tuyến, như giang hà cọ rửa rơi xuống. Thấy vậy, Vu Nguyệt Thần phát ra một tiếng hừ lạnh không vui, lại đưa tay vỗ một trưởng, vô số Đại Hắc Thiên Thần Trưởng vỗ xuống. Chỉ là lần này, động tác y tựa hồ có một tia chậm chạp mắt thường không cách nào quan sát được. Thiên Cơ Tử và Khí Linh Thương Hải Huyền Thủy Châu cũng không phát hiện được điểm này, tâm thần cả hai đang chống cự công kích, đâu còn nghĩ đến cái khác. Nhưng vào lúc này, Minh Tuyền Lão Tổ hộ pháp bên cạnh lại phát hiện không đúng, hoảng sợ nói, Thương Hải Huyền Thủy Châu có uy lực quá mạnh, trận văn phía dưới sắp không chịu nổi. Các tu sĩ Nguyên Anh gần đó được cứu trở về nghe thanh âm nhìn lại, thấy dưới Thương Hải Huyền Thủy Châu, một đạo linh quang trận pháp cự hình chớp loạn, đã có dấu hiệu sụp đổ. Đại trận hộ tông Trường Xuân Quan, trên thực tế chính là thông qua phù văn trận pháp, phóng đại lực lượng Thương Hải Huyền Thủy Châu và khuếch tán đến mỗi một chỗ ngóc ngách trên núi. Từ đó tạo thành một vòng bảo hộ linh quang không thể phá vỡ, các loại năng lực cùng thủ đoạn trận pháp cũng chỉ do lực lượng Thương Hải Huyền Thủy Châu kéo dài. Thoát ly phù văn trận pháp, Thương Hải Huyền Thủy Châu vẫn như cũ có lực lượng cấp linh bảo, chỉ là Thiên Cơ Tử và Khí Linh lại không thể phát huy cỗ lực lượng này đến cực hạn. Cho dù bọn họ có thể nhờ vào đó chống cự Vu Nguyệt Thần, lại không thể bảo vệ tu sĩ Vân Hoang Minh trên núi, càng không thể trợ giúp bọn họ chống cự tu sĩ Vu Nguyệt Giáo tiến công. Nhìn thấy phù văn trận pháp có dấu hiệu sụp đổ, một đám Nguyên Anh đều khẩn trương lên, không ít kẻ tinh thông trận pháp nhao nhao tiến lên, ý đồ trợ giúp duy trì phù văn trận pháp vận chuyển. Không được, muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải tăng thêm phù văn trong trận pháp để chia sẻ lực lượng, nhưng chúng ta bây giờ làm gì có thời giờ đi, tìm linh tài có thể tiếp nhận lực lượng linh bảo. Hắc Trúc Tẩu lắc đầu. Các trận pháp đại sư khác cũng nhao nhao gật đầu, cho ra kết luận tương tự lão. Cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nếu có linh tài phù hợp yêu cầu, nói ra, có lẽ người nào trong chúng ta sẽ có. Lạc Chu vội la lên. Hắc Trúc Tẩu gật gật đầu, vừa định trả lời, bỗng thấy trong đám người, Kim Hy Tiên Tử đi ra. Để ta thử một chút đi, nàng nói khẽ. Tiếp theo, nàng vỗ hai tay, một thư quyển kim quang lóng lánh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Đây là Thiên Phù Sách. Ngươi đã tìm toàn bộ sách này. Có Nguyên Anh biết hàng sợ hãi thán phục lên tiếng. Kim Hy Tiên Tử gật gật đầu, không có ý giải thích, đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía thư quyển. Thư quyển trong nháy mắt hiện ra một cỗ sóng linh khí cường đại, thổi cho quần áo đám người bay loạn. Mà thư quyển đột nhiên lật ra, trang sách trong đó theo sóng linh khí bay lên không trung, còn quấn Kim Hy Tiên Tử chậm rãi di động. Trước khi Tịch Ảnh đến đây tham dự hội minh, Viên Minh đã giao nửa cuốn Thiên Phù Sách cho Tịch Ảnh. Mà sau trận đại hội Vu Nguyệt Thần Đường Đồ xuất hiện, Tịch Ảnh cũng một mình tìm tới Kim Hy Tiên Tử, giao nửa cuốn cho nàng. Trong Thiên Phù Sách ghi chép toàn bộ phù văn mà lịch đại chủ nhân nắm giữ là chủ nhân đương nhiệm. Kim Hy Tiên Tử có thể tùy thời thông qua trang kim sợi chứa trong pháp bảo, không giữ lại chút nào xuất ra hiệu quả phù văn. Không cần học tập, không cần phải hiểu viết thế nào, chỉ cần biết hiệu dụng phù văn là có thể thi triển ra lực lượng phù văn, gần như không có bất kỳ cản trở gì. Mà trang kim sợi trong pháp bảo từ đầu tới cuối duy trì số lượng cố định, cho dù tiêu hao, cũng sẽ theo thời gian chậm chạp bổ sung. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 697, Cuồng Nhiệt. Đối mặt đại trận hộ tông sắp sụp đổ, Kim Hy Tiên Tử rất nhanh từ trong ngàn vạn phù văn tìm được một đạo cần thiết kia. Theo 10 ngón tay nàng gảy như bấm đàn, trong Thiên Phù Sách bay ra trang sách kim quang, hóa thành một mảnh kim sắc lưu quang. Đồng loạt dâng tới đại trận, trực tiếp hóa thành từng đạo phù văn kim quang rạng rỡ, hài hòa dung nhập vào trong đại trận vận chuyển. Rất nhanh, lực lượng Thương Hải Huyền Thủy Châu bị phân tán đến những phù văn mới gia nhập vào, linh quang chớp liên tiếp. Đại trận cũng dần ổn định lại, bất quá linh quang trên vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ núi thì mơ hồ nhiều hơn một phần màu kim rực rỡ như có như không. Một đám tu sĩ Nguyên Anh thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng có người dương mắt nhìn Thiên Phù Sách một lần nữa bay trở về trong tay Kim Hy Tiên Tử, trong mắt chợt hiện lên thèm muốn. Ha ha, Kim Hy Tiên Tử thật sự là vận khí tốt,
Thiên Phù sách hoàn chỉnh mất tích đến mấy ngàn năm, nếu không phải năm đó Tiên Tử lấy uy lực nửa cuốn Thiên Phù sách đại bại Nguyên Anh Ngũ Lôi Tông, chúng ta còn không biết vật này lại có thể thấy ánh mặt trời. Ngày nay không ngờ được trọn vẹn, xem ra Tiên Tử quả nhiên là chủ nhân mệnh trung chú định của nó. Hắc Trúc Tẩu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói. Cũng may là nhờ hai vị bằng hữu của ta, nếu không có bọn hắn, chỉ sợ ta cũng tìm không được Thiên Phù sách hoàn chỉnh. Kim Hy Tiên Tử cười cười, nói như thế. Thiên Phù sách tái hiện tại thế, cố nhiên làm cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng ngày nay Vu Nguyệt Thần cường công đại trận, đám người cũng chỉ chú ý một lát, sau đó rời lực chú ý lên chiến trường. Có Kim Hy Tiên Tử tương trợ, Thiên Cơ Tử cuối cùng chỉ hoãn được một hơi, tiếp tục lo liệu đại trận đau khổ chống cự Vu Nguyệt Thần tiến công. Mà không lâu sau, những tu sĩ Vu Nguyệt giáo lục tục ngo ngoe có người thoát khỏi đại trận quấy nhiễu, cũng gia nhập vây công. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Tử chịu áp lực đại tăng, mà đám Vân Hoang Minh thấy thế, cũng cố xuất lực, trợ giúp duy trì trận pháp, cung cấp linh lực. Cuối cùng, sau mấy canh giờ, khi dãy núi phương đông lộ ra một vệt hào quang, Vu Nguyệt Thần phía trên đại trận bỗng nhiên dừng tay, triệt hạ hết thảy công kích. Giữa hắc vụ mông lung, không ai thấy rõ sắc mặt của y, chỉ thấy trên người y tán phát ra khí thế nóng nảy, lại nói cho đám người, tâm tình của y lúc này cực kỳ hỏng bét. Rút lui, thanh âm của y chỉ truyền đến tai Nghê Mục, mang theo một vệt không cam lòng và phẫn hận. Nghê Mục sững sờ, thấy Vu Nguyệt Thần biến mất giữa không trung, một lần nữa về tới cung điện màu đen, lúc này mới ý thức tới. Vu Nguyệt Thần không muốn mất mặt, không muốn trước mặt mọi người tuyên bố lui binh, mới để gã truyền lệnh. Vừa nghĩ đến đây, gã nhịn không được lại nhìn linh quang ảm đạm đại trận Trường Xuân Quan, so với lúc trước, trận này đã suy sụp rất nhiều. Ngay cả màn mưa cũng duy trì không được, có lẽ chỉ cần Vu Nguyệt Thần công thêm mấy canh giờ là có thể triệt để bài trừ nó. Nếu đổi lại bình thường, Vu Nguyệt Thần đã xuất thủ, tuyệt sẽ không làm loại chuyện mất mặt mũi này. Nghê Mục lại liên tưởng tới Vu Nguyệt Thần mới hiện thân trong cung điện màu đen, trong lòng hơi kinh hãi. Viên Minh không phải là đã chém giết nhục thân Vu Nguyệt Thần chứ? Một bên khác, bên dưới đại trận, đám Vân Hoang Minh lúc này cũng hao tổn không nhỏ, thấy Vu Nguyệt Thần đột nhiên biến mất. Tu sĩ Vu Nguyệt giáo cũng nhao nhao thối lui, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Kết thúc, chúng ta chống được, Vu Nguyệt giáo lui binh rồi. Có người lẩm bẩm nói, giống như là vậy, không phải là chúng ta trúng huyễn thuật chứ. Hộ hồn phù vẫn còn, mà nếu như là huyễn thuật, bây giờ chúng ta cũng đã chết rồi. Sau một lát trầm mặc và hoài nghi, tiếng hoan hô đột nhiên nổ tung, trên mặt tất cả mọi người mê mang và khẩn trương đều hóa thành hưng phấn, bọn họ ôm nhau chúc mừng, cũng có người vui đến phát khóc, nước mắt và tiếng cười vui cùng tuôn ra, tất cả mọi người không giữ lại chút nào phát tiết niềm vui trong lòng. Bên ngoài đại trận, thái dương chậm rãi từ trong núi dâng lên, lại một lần nữa ánh nắng xuyên xuống đại địa, chiếu sáng thân ảnh mỗi người. Sau nửa canh giờ, trong cung điện màu đen, quân ta đã hạ trại ở Vũ Hóa Thành, trinh sát giám thị động tĩnh Trường Xuân Quan cũng đã an bài thỏa đáng. Chỉ là sau trận chiến này nên tiến hành thế nào, kính xin Vu Nguyệt Thần đại nhân chỉ thị. Nghe Mục một mực cung kính báo cáo Vu Nguyệt Thần. Lúc này Vu Nguyệt Thần đang hai chân chéo nhau, khoanh chân trôi nổi phía trên hắc quan, hai tay bấm một đạo pháp quyết, mà trong quan tài dưới người y không ngừng có hắc vụ bay ra, như nước chảy, còn quấn quanh thân thể y. Hắc Vu Sơn gặp chuyện, ngày nay ta tạm thời không thể xuất thủ cường công đại trận. Ngươi hãy phân phó, trừ người giám thị bên ngoài Trường Xuân Quan, đám người còn lại đều đi lùng bắt phàm nhân, cần trong vòng 10 ngày tập hợp đủ số lượng 100 vạn. Đồng thời chọn lựa ra một nhóm tinh nhuệ, đến lúc đó, ta sẽ đích thân thi triển huyết tế thuật, để bọn hắn thu được lực lượng phá trận. Y trầm mặc một lát, chậm rãi phân phó. Tuân mệnh. Bất quá, huyết tế tổn hại nhục thân cực lớn, sợ khó có người tự nguyện tiếp nhận gia trì. Ngài xem, có cần vận dụng một chút thủ đoạn, thuyết phục giáo đồ hiến thân. Nghe Mục do dự một chút, cắn răng hỏi, nếu như cửu âm tại đây, sẽ không có vấn đề gì. Vu Nguyệt Thần sâu kín nhìn Nghe Mục một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân thứ tội, là thuộc hạ lắm miệng. Toàn thân Nghe Mục run lên, vội vàng nói. Vu Nguyệt Thần lạnh lùng nhắm nghiền hai mắt. Thấy thế, Nghe Mục thức thời lui ra, nhưng còn chưa đi ra cửa điện, lại nghe được thanh âm Vu Nguyệt Thần lành lạnh từ phía sau truyền đến. Đi tìm Tự Tại, còn lại, ngươi biết nên làm thế nào. Nếu cần thiết, ta cũng sẽ hiện thân,
cổ vũ sĩ khí. Nghe vậy, Nghê Mục quay người cung kính thi lễ, sau đó rời khỏi cửa điện. Rời cung điện, Nghê Mục lập tức tìm tới Tự Tại Tôn giả cùng Tịch Chính, truyền đạt ý chỉ Vu Nguyệt Thần cho bọn họ. Một nén nhang sau, ba người triệu tập tu sĩ Vu Nguyệt giáo, lên cao nhìn quanh, do Nghê Mục dẫn đầu phát biểu. Chư vị, Vu Nguyệt giáo ngày nay đã đến lúc vạn phần nguy cấp, cần chư tín đồ đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng chung nan quan. Gã khẳng khái phân trần, báo chuyện Hắc Vu Sơn cho đám người, lên án mạnh mẽ Vân Hoang Minh hèn nhát phái người đánh lén, sau cùng đưa ra. Vu Nguyệt Thần vì công phá đại trận hộ tông, chuẩn bị thủ đoạn lợi hại, nhưng cần tín đồ chủ động hiến thân mới có thể thi hành. Trong lúc đó, Tự Tại Tôn giả âm thầm vận dụng thủ đoạn hồn tu, tăng lên cảm xúc các tín đồ, mà sau khi Nghề Mục diễn thuyết xong, Vu Nguyệt Thần cũng từ trong cung điện màu đen bắn ra một đạo hư ảnh thần niệm. Các tín đồ, Vu Nguyệt giáo hôm nay cần các ngươi, không cần e ngại, không cần sợ hãi, ghi nhớ, người tin cuối cùng sẽ thăng vào thần quốc ta, cùng ta hưởng vĩnh sinh. Trong thanh âm Vu Nguyệt Thần tràn đầy mê hoặc. Trong lúc nhất thời, trên mặt tu sĩ Vu Nguyệt giáo lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không ít người đứng dậy, nhao nhao cùng kêu lên hò hét, biểu thị bản thân muốn đánh đổi mạng sống cho Vu Nguyệt Thần. Sau 10 ngày, trong Vũ Hóa Thành bị Vu Nguyệt giáo chiếm cứ, vô số thi thể chất thành núi nhỏ, thậm chí cao hơn phòng ốc trong thành, máu tươi trải rộng trên đường. Trong mỗi một khe hở gạch đá có mùi tanh hôi thật lâu không tiêu tan, thậm chí ngay cả nhóm Vu Nguyệt giáo đồ cũng khó mà chịu đựng cỗ khí tức này. Tòa thành đã từng của tiên nhân này, ngày nay đã bị triệt để làm bẩn, biến thành luyện ngục nhân gian dơ bẩn không chịu nổi. Mà cung điện màu đen của Vu Nguyệt Thần lúc này đang lơ lửng trên bầu trời Vũ Hóa Thành. Y ngồi ngay ngắn trên quan tài, thần niệm đảo qua thành trì, trông thấy một màn thê thảm kia, cũng không nhịn được nhăn mày. Cũng không phải vì thương hại, cũng không phải chán ghét, chẳng qua y cảm thấy chết quá ít người, không đạt được số lượng trăm vạn yêu cầu. Nhưng thời gian lưu cho y không đủ, rơi vào đường cùng, y chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, vẻn vẹn lấy mấy chục vạn sinh mệnh, phát động huyết tế đại pháp. Theo y bấm pháp quyết, trong phút chốc, bên trong Vũ Hóa Thành chảy xuôi máu đen như sống lại, chúng phi tốc chảy xuôi tụ tập, cuối cùng tạo thành một đạo huyết sắc ma trận dị thường khổng lồ. Trong ma trận, từng bộ thi thể tan rã thành huyết tương, cùng lúc đó, những Vu Nguyệt giáo đồ được chọn lựa ra cũng từng kẻ đi vào ma trận. Bên hông chúng mang theo một cái túi màu nâu, trong túi tràn đầy mấy chục vạn sinh hồn. Vào trận, bọn chúng mở túi, thả sinh hồn vào trong ma trận, nhìn những sinh hồn tràn ngập không cam lòng, oán hận cùng sợ hãi. Từng kẻ bị ma trận thôn phệ, cho dù bọn chúng giết người như ngoé cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhưng Vu Nguyệt Thần cảm thấy quá ít, mà khi tất cả sinh hồn đều bị đại trận nuốt hết, y mới mang theo vẻ bất mãn biến hóa pháp quyết, dẫn động đại trận, câu liên sâu trong lòng đất. Trong phút chốc, một cỗ ma khí nồng nặc từ dưới đất toát ra, dung nhập vào đại trận, làm cho đại trận dâng cao huyết quang, lại nhiều ra một tia tà quỷ màu đen. Ngay sau đó, Vu Nguyệt Thần vung tay phải lên, chẳng biết từ chỗ nào hút tới vô số tinh thể màu máu to bằng móng tay. Bỏ hết vào ma trận, bay đến trước mỗi một tu sĩ tự nguyện tiếp nhận huyết tế gia trì. Trong ma trận, từng đạo sương mù đỏ thẫm chui ra, tụ hợp vào huyết tinh. Huyết tinh lập tức run rẩy lên, tiếp theo vèo một tiếng khảm vào trán các tu sĩ trong trận, tựa như cho bọn họ thêm một con mắt mới. Cùng lúc đó, từng đạo tơ máu như xúc tu phi tốc lan tràn trên mặt bọn họ, chỉ chốc lát bò đầy toàn thân. Những tu sĩ này kêu thảm, phảng phất chịu đựng cực kỳ thống khổ, nhưng rất nhanh, theo tơ máu phủ kín toàn thân, bọn chúng đột nhiên đứng thẳng lên. Cơ bắp vốn bình thường, lúc này lại bành trướng mấy lần, màu da thịt cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm, nhìn tựa như phủ lên một tầng giáp trụ. Các tín đồ của ta, đi thôi, đi đánh hạ Trường Xuân Quan. Vu Nguyệt Thần chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng đất trời. Trong ma trận, các tu sĩ cùng gào thét, lúc này bọn chúng tựa hồ đã mất đi năng lực nói chuyện. Trong mắt cũng không nhìn thấy bất luận hào quang lý tính nào, chỉ có dục vọng giết chóc đang không ngừng lan tràn tăng vọt. Bọn chúng đồng thời cất bước, chạy về phía Trường Xuân Quan, tuy chạy trên mặt đất, tốc độ lại nhanh hơn phi độn. Nhóm Vu Nguyệt giáo đồ trấn giữ bên ngoài Vũ Hóa Thành thấy vậy, cũng đi theo, dưới sự chỉ huy của Nghê Mục, phối hợp tu sĩ huyết tế, phát khởi một vòng tiến công mới lên đại trận Trường Xuân Quan. Chương 698, công phá. Trong Trường Xuân Quan,
Vân Hoang Minh lấy Thiên Cơ Tử cầm đầu chúng Nguyên Anh đã sớm để ý thấy, mặc dù thỉnh thoảng phái ra nhân thủ quấy rối đội ngũ Vu Nguyệt Giáo lùng bắt, thành công ngăn trở Vu Nguyệt Thần trong 10 ngày thu thập đủ 100 vạn phàm nhân để huyết tế, nhưng lại vô lực tổ chức đại quy mô hành động hoặc là phản công. Lúc này Vu Nguyệt Giáo ngóc đầu trở lại, Vân Hoang Minh cũng lập tức kịp phản ứng, đại trận hộ tông lại toàn lực thôi động, cản lại những tu sĩ huyết tế như điên dại kia. Nhưng những tu sĩ tiếp nhận huyết tế này không chỉ hung hãn không sợ chết, thực lực cũng tăng trưởng không ít, nhục thân cũng biến thành dị thường cứng cỏi. Thậm chí còn có thể phun ra huyết sắc ma diễm, đánh cho đại trận hộ tông Trường Xuân Quan chấn động không thôi. Ngay lúc đại chiến tại Sơn Môn Trường Xuân Quan, Vu Nguyệt Thần chợt bay ra cung điện, đi tới trong ma trận. Theo y đến, chỗ mặt đất ma trận vỡ ra, một bộ nhục thân trên trán khảm nạm tinh thể huyết sắc cực đại cũng từ đó chậm rãi dâng lên. Bộ thân thể này có bắp thịt vững chắc, khuôn mặt ngay ngắn, mũi cao thẳng, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, lông mày lại hơi nhấc lên, một thái độ kiệt ngạo. Vu Nguyệt Thần nhìn bộ thân thể này, hơi chần chừ, cuối cùng thở dài, thân hình thoát một cái, chui vào trong nhục thân. Không lâu sau, hai mắt nhục thân đột nhiên mở ra, há to miệng rộng, một đạo huyết sắc ma diễm vô cùng thô to trong nháy mắt bị phun ra, đánh vào đại trận Trường Xuân Quan. Lần này, đại trận Trường Xuân Quan lay động mãnh liệt, biên độ nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần tu sĩ huyết tế vây công. Trong Trường Xuân Quan, Thiên Cơ Tử và khí linh Thương Hải Huyền Thủy Châu cùng biến sắc, lại hợp lực gia trì đại trận, một đám Nguyên Anh cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ. Hết thảy kéo dài giống như lần đại chiến đầu tiên, mà lần này, Vân Hoang Minh còn có thể may mắn như lần trước hay không còn chưa thể biết được. Nhưng, đám người không biết là, trong Trường Xuân Quan, một cỗ lực lượng ẩn núp hồi lâu đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, sắp cho Vân Hoang Liên Minh một kích chí mạng. Trong Hắc Vu Sơn, Viên Minh đột nhiên mở mắt, sau đó thở phào một cái. Đến tận đây, rốt cuộc hắn tiêu hao hết ác niệm xuất hiện trong thần hồn. Nhớ lại những ngày qua, Viên Minh sợ hãi không thôi. Nếu không có Thâu Thiên Đỉnh tương trợ, hắn tuyệt đối không thể chống cự cỗ ác niệm không hiểu xuất hiện kia. Mà thần hồn của hắn cũng không hề nghi ngờ, ngay đầu tiên đã tan rã, triệt để mất đi trên thế gian. Cỗ ác niệm này thực sự quá kinh khủng, không chỉ uy lực mạnh mẽ mà lại khó trừ, Viên Minh trọn vẹn bỏ ra thời gian 10 ngày mới giải quyết xong. Như vậy có thể nhìn ra, cho dù có người có thể ngăn trở đợt tấn công lần đầu, chỉ sợ cũng rất khó chống nổi ác niệm bành trướng và khuếch tán lần sau. Mà Viên Minh cũng ý thức được, cũng chính là hắn dựa vào chủ hồn chống nổi công kích. Nếu không cỗ ác niệm này sau khi chôn vùi chủ hồn, tất nhiên sẽ không bỏ qua phân hồn, thậm chí ngay cả Nguyên Anh hắn cũng sẽ gặp nạn. Công kích kinh khủng như vậy, còn đặc biệt nhằm vào thần hồn, Viên Minh gần như không có quá nhiều hướng suy nghĩ tìm tòi, xác nhận thần thông. Đây nhất định chính là một trong tam đại thần thông hung chú sát của Vu Nguyệt Thần, chắc do chém giết nhục thể của y. Triệt để chọc giận nên y không tiếc giá phải trả mà vận dụng thuật này, bản thân mới bị khó như vậy. Nhưng cho dù không có nhục thân, Vu Nguyệt Thần vẫn có thể thi triển thần thông khủng bố như thế, đây chính là lực lượng ngôn vu sao. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại là sợ hãi thán phục, vừa hâm mộ. Bất quá rất nhanh, hắn thu lại tâm tình, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện bản thân vẫn ở trong lòng đất Hắc Vu Sơn, mà Kim Cương cách đó không xa cũng quăng tới ánh mắt dò hỏi. Lúc này trong lòng đất Hắc Vu Sơn, Vu Nguyệt Giáo chúng lưu thủ, chết thì chết, trốn thì trốn, đã không thấy bóng người nào. Viên Minh biết rõ sẽ không còn địch nhân tập kích, tiếp theo trong lòng đất kiểm tra lục soát. Bây giờ hang ổ Vu Nguyệt Giáo đã bị quấy nhiễu long trời lở đất. Ngoài chỗ bị Viên Minh phá hư cùng cướp sạch, vẫn còn rất nhiều động quật bị những giáo chúng hốt hoảng đào tẩu quét sạch không còn, khắp nơi có thể nhìn thấy vết tích bị tìm kiếm và ăn cướp qua. Có giáo chúng vì không lưu vết tích, thậm chí phóng hỏa đốt nơi mình vơ vét, sau đó mới đào mệnh rời đi. Viên Minh dò xét qua mấy động quật, phát hiện đều là loại tình huống này, sau đó không còn hứng thú nữa. Nhưng trên đường hắn rời đi, đi qua một tòa động quật, lại phát hiện cấm chế trên cửa đá nơi này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức xuất thủ phá hư nó. Mở ra, Viên Minh phát hiện bên trong tựa hồ là mật thất tu luyện của tu sĩ nào đó. Diện tích thạch thất không lớn, chỗ trung tâm có một khối giường đá hình vuông, bốn phía khắc trận văn pháp trận phụ trợ tu luyện, bên trong chỗ dựa vào tường đặt một giá cao cỡ một người, phía trên đặt vụn vặt lẻ tẻ 7-8 hộp gỗ nhỏ cùng một số bình bình lọ lọ. Bên cạnh giá đỡ vẫn còn một lò luyện đan tím đen cao 3 thước,
phía trên còn lưu lại mùi dược vật lần trước luyện đan, hơi đắng tanh, làm người ta ngửi thấy buồn nôn. Viên Minh tiến lên kiểm tra một hồi vật trên giá, phát hiện phía trên đều là khoáng thạch hoặc bột phấn dược thạch, mà trong hộp gỗ to to nhỏ nhỏ đa phần không có vật gì. Về phần đan dược thành phẩm, một bình cũng không có, chắc là trước khi xuất trình đã mang hết đi. Viên Minh thấy không có vật gì vừa mắt, nên dự định rời đi. Nhưng lúc hắn xoay người một cái chớp mắt, ánh mắt lại bị pháp trận ở trung tâm bệ đá hấp dẫn. Hắn càng xem lông mày càng nhăn chặt. Tòa pháp trận này, chợt nhìn không có vấn đề gì, nhưng chờ hắn nhìn kỹ, cảm thấy càng xem càng khó chịu. Đây không phải một tòa trận pháp, khối ở giữa này. Tựa như là tòa pháp trận che giấu, nơi này ẩn giấu đồ vật. Viên Minh rất nhanh tỉnh ngộ lại, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cũng không phải cảm thấy hứng thú với vật bị che giấu, mà từ đáy lòng phát hiện nên mừng rỡ mà thôi. Viên Minh đi ra phía trước, bàn tay đặt trên pháp trận, bắt đầu thử phá giải. Ước chừng sau thời gian uống cạn một chung trà, trên pháp trận tán phát quang mang dần dần thu lại, trận văn khắc họa trên đó cũng dần biến mất. Giữa bệ đá vốn bằng phẳng, lộ ra một hốc tối ba thước vuông, bên trong thình lình đặt một hộp bạch ngọc hình vuông. Viên Minh dò xét, lập tức lấy hộp bạch ngọc ra ngoài. Mở ra, trong hộp lập tức sáng lên một mảnh hào quang màu đỏ hình sóng nước, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mật thất u ám. Viên Minh ngưng mày nhìn lại, chỉ thấy trong hộp chứa 7-8 khối tinh thể màu kim hồng lớn bằng ngón cái, dài khoảng 3 tấc. Hắn xác nhận không có gì dị thường, dùng hai ngón tay kẹp lấy một khối tinh thạch kim hồng nâng trước mắt quan sát tỉ mỉ. Cảm thấy nó thông thấu vô cùng, bên trong không một chút tì vết, chiết xạ ra quang trạch, rất là mỹ lệ. Bất quá trên tinh thạch này không có nửa điểm ba động linh lực, hắn thử độ pháp lực vào trong, cũng không phản ứng gì, trong lúc nhất thời Viên Minh cũng không biết nó dùng để làm gì, nên thu vào. Viên Minh làm xong hết thảy, lập tức rời Hắc Vu Sơn, cưỡi lôi vũ tiến về Đại Tấn. Mấy ngày sau, Nam Bộ Đại Tấn Quốc, dân chúng Hoài Tập Thành, thấy một trận kỳ cảnh bình sinh chưa từng thấy. Một ngày này, trên không Hoài Tập Thành, ngày bình thường khó gặp các tiên nhân, trùng trùng điệp điệp như bầy hoàng quá cảnh, hoặc đạp hư ngự không, hoặc chân đạp tiên kiếm, hoặc khống chế phi toa, vượt qua tòa cổ thành đứng lặng ngàn năm này. Dân chúng trong thành tưởng là nhìn thấy thần tích, nhao nhao đi ra nhà, quỳ xuống đất lễ bái, trong đó thậm chí đốt hương lễ kính, cung phụng tam sinh, chỉ cầu có thể được tiên nhân bảo hộ. Thật tình không biết, những tiên nhân ngày thường cao cao tại thượng, lúc này chỉ lo đào mệnh, đối với bọn phàm nhân xá, há rảnh quản đám phàm nhân như con kiến hôi kia. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Chiến tranh giữa người tu hành tạo ra hậu quả rất lớn, ảnh hưởng xưa nay không ngừng là tu sĩ, chúng sinh cũng bị hại theo. Hơn hai ngày qua, đã có hàng ngàn hàng vạn nạn dân từ phương Bắc tràn vào tòa Hoài Tập Thành này. Nơi nào đó trên bầu trời, Tịch Ảnh đang ôm Quả Quả trong ngực, ngự không đi. Tầm mắt của nàng rơi vào trên thân bách tính phàm nhân phía dưới, trong mắt nhịn không được hiện lên một chút thương hại. Lúc này, Quả Quả trong ngực nàng, thần thái trong hai con ngươi bỗng nhiên trì trệ, giống như lâm vào thất thần ngắn ngủi, sau đó rất nhanh khôi phục linh quang. Tịch Ảnh cảm giác nhạy cảm, trên thân Quả Quả tán phát ba động thần hồn, phát sinh một chút biến hóa. Nàng vung tay lên, bao phủ ngoài thân và Quả Quả một tầng bình chướng vô hình, bắt đầu ngăn cách xung quanh. Viên Minh, bây giờ ngươi đang ở đâu? Tịch Ảnh hỏi. Ta còn tại Mạc Bắc, mấy ngày trước vừa mới lật ngược hang ổ Vu Nguyệt Giáo, hiện tại đang chạy về kinh thành Đại Tấn. Trong giọng nói Viên Minh để lộ ra một tia thoải mái ý cười, nói. Nghe vậy, thân sắc Tịch Ảnh ảm đạm, mở miệng nói, vậy ngươi không cần tới đó nữa. Có ý gì? Xảy ra chuyện gì sao? Viên Minh quýnh lên, vội vàng hỏi. Vân Hoang Liên Minh không thể ngăn cản thế công Vu Nguyệt Giáo, Trường Xuân Quan đã bị công phá. Ngày nay các phương liên minh tổn thất nặng nề, đã vô lực tử chiến với Vu Nguyệt Giáo, lui giữ đại quy mô về phía Vân Lĩnh Sơn Mạch tại phương Nam Đại Tấn. Tịch Ảnh nói, bại, ngươi thế nào, có bị thương không? Viên Minh đầu tiên khẽ giật mình, chợt hỏi, ta không sao, không cần lo lắng. Tịch Ảnh lắc đầu nói, ta đoán được Vân Hoang Liên Minh không thắng nổi, không ngờ lại bại nhanh như vậy. Vu Nguyệt Giáo và Vu Nguyệt Thần kia cường đại như vậy sao? Trầm mặc một lát, thanh âm Viên Minh từ miệng Quả Quả truyền đến. Bọn hắn mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu chúng ta bại trận. Tịch Ảnh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.
Xem ra vấn đề là xuất hiện trong Vân Hoàng Liên Minh. Viên Minh lập tức đoán được xảy ra chuyện gì. Không sai, sở dĩ bại nhanh như vậy là vì Tào gia tại thời khắc mấu chốt lâm trận phản bội. Những tên kia lại là ám tử Vu Nguyệt giáo bồi dưỡng nhiều năm, không tiếc lấy mệnh, trực tiếp phá hủy đại trận hộ tông Trường Xuân Quan, thả Vu Nguyệt thần tiến vào. Hắn vừa ra tay, Vân Hoang Liên Minh căn bản không thể ngăn cản, rất nhanh tử thương thảm trọng. Tịch Ảnh nói, đến đây, trong nội tâm nàng thở dài. Ô Lỗ đã sớm nhắc nhở, để bọn hắn chú ý Tào gia, nhưng chiến sự gấp gáp, không có bằng chứng, nàng cũng vô lực ngăn trở. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 699, người cầm cành gõ mõ. Nghe Tịch Ảnh nói vậy, Viên Minh trở nên trầm mặc một hồi lâu. Sau đó hắn mới mở miệng nói, người bên Liên Minh Vân Hoang đều bỏ chạy cả rồi, vậy thủ đô Đại Tấn hẳn cũng đã bị luân hãm. Quốc đô Đại Tấn còn bị công phá sớm hơn cả Trường Xuân Quan, chỉ có điều trước khi quốc đô Đại Tấn rơi vào cảnh luân hãm đã xảy ra một sự kiện. Tịch Ảnh do dự một chút mới nói tiếp. Chuyện gì? Viên Minh nghe nàng nói chợt hiểu, chuyện này phân nửa là có liên quan tới hắn. Lúc trước Trường Xuân Quan có hiệu triệu đệ tử bên ngoài trở về tông môn cùng ngăn địch, nhưng Lưu Thiên Minh một mực không trả lời. Không ai nghĩ tới ngay trước ngày Vu Nguyệt giáo đánh vào quốc đô Đại Tấn, y lại đột nhiên xuất hiện trên đầu tường. Tịch Ảnh nói. Viên Minh nghe vậy, trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Lưu Thiên Minh tuyên bố lấy thân phận quốc quân dẫn đầu tu sĩ Đại Tấn liều chết với Vu Nguyệt giáo cho đến khi thành phá. Tịch Ảnh cúi đầu nhìn thoáng qua Quả Quả, tiếp tục nói, hắn còn sống không? Viên Minh hỏi. Tiến công quốc đô Đại Tấn vốn không phải là chủ lực Vu Nguyệt giáo, người cầm đầu chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, kết quả bị Lưu Thiên Minh chém dưới thành. Vu Nguyệt giáo đã nổi cơn thịnh nộ phái ra một tôn giả qua. Tịch Ảnh chưa dứt lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sau đó thì sao? Viên Minh trầm giọng hỏi. Theo tin tức truyền về thì hoàng tộc Lưu Thị cực kỳ cứng đầu, có chết cũng không chịu đầu hàng Vu Nguyệt giáo, cho nên tử thương nặng nề. Ngoại trừ một mạch thái tử đương triều đã rời đi từ sớm đến Trường Xuân Quan nên bảo lưu được ngai vàng, những người còn lại đều bỏ mình cả. Tịch Ảnh nói ra. Nói xong Tịch Ảnh đợi một lúc lâu cho Viên Minh bình phục tâm tình, nhưng một lúc vẫn không thấy hắn nói gì. Hắn vốn có cơ hội rút đi khỏi đó, ít nhất có thể lui về Trường Xuân Quan. Chỉ nghe người trốn thoát được kể lại, hắn nói mình là vua của một nước, không có đạo lý vứt nước bỏ chạy. Tịch Ảnh suy nghĩ một chút vẫn kể rõ nhưng chi tiết này cho Viên Minh nghe. Thật lâu, Quả Quả rủ đầu đầu, lại ngẩng đầu lên. Tên ngốc này, vẫn luôn nói mình không muốn làm hoàng đế đấy. Viên Minh thở dài thật dài. Viên Minh, quan tâm sẽ bị loạn, hiện nay quốc đô Đại Tấn không chỉ đơn giản là đầm rồng hang hổ đâu. Ngươi không nên xúc động, lãng phí tính mạng. Tịch Ảnh nghe vậy khuyên. Yên tâm đi, ta vừa bứng đi hang ổ Vu Nguyệt Thần. Gã không hận ta muốn nghiền xương thành cho thì thôi, ta còn dám chui đầu vô lưới hay sao? Hơn nữa Lưu Thiên Minh sống chết thế nào còn chưa có ai tận mắt nhìn thấy mà. Đợi mấy ngày nữa ta phụ thân qua sẽ biết tung tích hắn thôi. Giọng nói của Viên Minh truyền đến, hiển nhiên tâm tình đã ổn định lại. Vậy ngươi định làm gì nữa? Tịch Ảnh dò hỏi. Ngươi đi theo bọn họ đến Vân Lĩnh Sơn Mạch đi, ta cũng sẽ đi qua đó gặp ngươi. Chỉ có điều ta còn định đi đường vòng nên sẽ tới hơi trễ. Viên Minh nói, được, vậy chúng ta gặp lại ở Vân Lĩnh Sơn Mạch. Tịch Ảnh hẹn với hắn. Sau khi đáp ứng xong, Viên Minh bèn kết thúc phụ thể, thần hồn trở về cơ thể mình lại. 7 ngày sau, chạng vạng tối, tại khúc giáng, bên ngoài cửa thành Bắc. Tường thành bị tàn phá cháy đen một mảnh, dấu vết chiến hỏa đốt cháy hiện rõ mồn một. Khắp nơi có thể nhìn thấy lỗ thủng do bị cự thú va đập tạo thành. Trong ngoài thành, thây người ngang dọc, mùi thối ngút trời, khắp nơi đều là kền kền mồ xác. Cửa thành mở rộng cùng con đường nối liền cửa thành ra bên ngoài vẫn còn rải rác dân chúng gian nan bỏ chạy, đầu tóc rối bù, cả người dơ bẩn, quần áo tả tơi. Tuy rằng bọn họ còn sống sót qua trận tàn sát kia nhưng tinh thần đã lâm vào hoảng loạn cùng cực. Người nào người nấy đều tiều tụy, vẻ mặt chết lặng. Ánh mắt trống rỗng như thể xác sống, lê bước chân nặng nề từ trong tòa tử thành chậm rãi bước ra bên ngoài thành. Dưới ánh chiều tà, một thanh niên mặc áo bào xám xuất hiện ngoài cửa thành. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy thi thể mặc áo giáp bị treo cổ ngoài cổng tò vò,
vẻ mặt không chút biến hóa, bước qua cánh cổng vào bên trong. Người tới chính là Viên Minh. Tuy rằng hắn đã đáp ứng Tịch Ảnh tuyệt đối không mạo hiểm đến Đại Tấn, nhưng sao hắn có thể không đến được? Viên Minh đi xuyên qua cửa thành âm u, cất bước tiến vào trong thành. Cho dù đã sớm có chuẩn bị nhưng cảnh luyện ngục trước mắt vẫn khiến lòng hắn cực kỳ chấn động. Kinh thành phồn hoa, nhà cửa san sát nối liền khắp nơi đã không còn lưu lại chút vết tích. Giờ phút này, trước mắt hắn chỉ là đống phế tích đổ nát mà thôi. Đường phố vốn dĩ ngay ngắn rõ ràng, ngang dọc khắp nơi, hiện đã bị thi thể cùng gạch đá ngói vụn vùi lấp. Trên đường không có bao nhiêu bóng người sống, chỉ còn đám kềnh kềnh lẩn quẩn tầng trời thấp giành giật xác thối. Còn có thể nhìn thấy những mảnh thi hài dân chúng không hoàn chỉnh cùng với vết máu chưa kịp khô bên trong những gian nhà bị phá hỏng gần như không còn nguyên vẹn kia. Mặt trời lặn xuống, cả thành vắng lặng, khúc dáng tựa như một tòa thành chết. Viên Minh đi dọc theo đường cái tới thẳng phủ tướng quân năm xưa. Những quán xá và cửa hàng quen thuộc đều đã biến thành phế tích, hết thảy những thứ đã từng và chưa từng quen thuộc đều đã biến thành những hồi ức không cách nào lấy lại được nữa. Từ khi cha mẹ Viên Minh rời khỏi kinh thành, Viên phủ cũng đã bị gỡ danh hiệu phủ tướng quân xuống, nhưng phủ đệ vẫn không bị triều đình thu về. Một số người thân dòng chính và chi thứ của Viên gia vẫn còn cư ngụ ở nơi này. Mà khi Viên Minh trở về lần nữa, toàn bộ Viên phủ đã trở thành đống đổ nát thê lương. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy được lão già gác cổng, là gia hỏa đã từng chơi cùng hắn khi còn bé, đã chết cứng ngắc trên chiếc ghế nằm. Đầu gã bị đâm thủng, hai mắt nhìn lên, trời! Nửa gương mặt đã bị kềnh kềnh rỉa không còn nhìn rõ hình thù. Viện tử bị tàn phá, khắp nơi đều là thi thể đã bắt đầu mục rữa. Kỳ thật Viên Minh đã dùng thần thức quét qua, biết rõ bên trong không có người sống nhưng vẫn không nhịn được mà đến thử xem. Sau khi xem qua, thì mới có thể khắc ghi rõ khoản nợ này để tính toán với Vu Nguyệt giáo. Sau đó Viên Minh phát động khống thi thuật khống chế hơn 100 thi thể trong viện tử, đào hơn 100 ngôi mộ ngay giữa trung đình ở Hoa Viên, chôn cất họ. Sau đó hắn bèn một đường chạy tới Hoàng Cung. Hoàng Cung vốn luôn được thủ vệ xâm nghiêm, nay lại không hề có chút phòng vệ gì cả. Tình huống nơi này thậm chí còn nghiêm trọng hơn bên ngoài. Bởi vì đại bộ phận sinh hoạt trong cung thành là cung nữ cùng thái giám không có tự do, không đến thời khắc cuối thì căn bản bọn họ vẫn không có cơ hội chạy trốn khỏi đó được. Cho nên thi thể nơi đây còn nhiều hơn, dày đặc hơn cả bên ngoài. Cung điện tối om như mực không có lấy một ánh đèn, tĩnh mịch như một tòa quỷ thành. Viên Minh đứng bên ngoài ngõ môn, đảo thần niệm qua hoàng cung, không phát hiện bất kỳ người sống nào. Hắn thở dài một tiếng, cả người hóa thành huyết ảnh tiến vào trong hoàng cung, đi qua Càn Thanh cung nơi hoàng đế lâm triều, xem qua dưỡng tâm điện nơi hoàng đế nghỉ ngơi, vẫn không thu được tin tức gì. Trong mớ thi thể đó, hắn vẫn không nhìn thấy Lưu Thiên Minh. Có lẽ y còn sống. Viên Minh ôm một tia may mắn, dừng bước trước dưỡng tâm điện. Hắn đi vào trong cung điện, khoanh chân ngồi trong điện, lật tay lấy thâu thiên đỉnh cùng một nén hắc hương ra, hai ngón tay đốt cháy nén hương. Sau đó cắm hương vào trong lư hương, ánh lửa đầu nén hương lập lòe, lượn lờ một làn khói mỏng. Chỉ là ánh lửa kia còn chưa cháy bao nhiêu, hai mắt Viên Minh đã đột nhiên mở ra, ánh mắt đầu hoang mang và lo lắng. Không tìm thấy, hắn thì thào, ánh mắt dần dần tập trung, rồi lại có chút bối rối. Hắn dùng hắc hương phụ thể lên Lưu Thiên Minh, đã thất bại. Mặc kệ hắn thử hình dung hình ảnh Lưu Thiên Minh thế nào, thầm gọi tên y bao nhiêu lần đi nữa thì thần niệm hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, không cách nào hoàn thành phụ thân được. Đến mức này, ý tứ chính là người hắn muốn phụ thể vào đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Lưu Thiên Minh có lẽ đã chết. Nghĩ đến đây ít hầu Viên Minh nghẹn lại. Đây là cảm xúc hiếm hoi mà hắn có được từ sau khi trở thành tu hành giả. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra bộ dạng của Lưu Thiên Minh nói với hắn, Minh ca, về sau hai ta thân cưỡi ngựa trắng, eo đeo bảo đao, cùng nhau bước vào giang hồ đi, cái chức hoàng đế phiền phức này ai muốn làm thì đi mà làm. Giọng nói tán đi, trong cung điện trống rỗng, không có chút dấu vết tồn tại của y. Tâm tình Viên Minh khó mà bình ổn được, một luồng sát ý không nhịn được mà bốc lên. Tùng tùng. Trời hành, vật khô, cẩn thận dễ cháy. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu vang. Viên Minh nhướng mày, lập tức lách mình ra. Chợt hắn thấy trên quảng trường nơi xa xuất hiện một chiếc đèn lồng lẻ loi trơ trọi treo cao 5 thước. Đèn lồng màu vỏ quýt chiếu rọi, soi rõ một bóng người lưng gù đang kéo theo một chiếc xe gỗ, khó nhọc đi trên con đường lát đá.
Mỗi khi đi được vài bước, người kia sẽ dừng lại, tay cầm mõ trúc gõ vào một cái chiêng, sau đó tiếp tục đi. Giọng nói của ông ta không lớn nhưng xuyên thấu qua cung đình trống trải tịch liêu này, truyền đi xa xa, rất xa. Viên Minh khẽ động thần niệm quét qua người kia, kết quả phát hiện trên người ông ta không hề có chấn động linh lực nào, thậm chí chấn động thần hồn cũng không khác gì với thường nhân. Rõ ràng ông ta chỉ là người bình thường, thế nhưng là người bình thường này sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không nóng vội tiến lên, chỉ đứng xa xa nhìn. Kết quả là nhìn thấy người nọ kéo theo xe gỗ đi thẳng vào một tòa cung điện. Đến lúc đi ra, trên xe đã có thêm 5 thi thể được xếp chồng lên nhau chỉnh tề, y phục cũng được sửa sang lại sạch sẽ, hiển nhiên là đã được chỉnh sửa qua. Viên Minh không nhịn được nghi hoặc, phi thân tới trước người kia. Ai? Ai ở bên kia? Viên Minh đột nhiên xuất hiện lại khiến người nọ càng thêm hoảng sợ. Viên Minh không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi là ai? Nghe thấy có tiếng người, người nọ không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, mà nhích ngọn đèn lồng về phía Viên Minh. Ngọn đèn chiếu rọi, xuất hiện một gương mặt già nua, ngăm đen và khô héo. Ông ta thoạt nhìn đã trên 80 tuổi, khóe miệng trễ xuống, mặt mang khổ tướng, mắt chỉ toàn tròng trắng không có tròng đen, rõ là một lão giả đuôi mù. Ta là người cầm canh gõ mõ trong nội cung này. Lão giả mù thành thật trả lời. Người trong nội cung đã chết sạch rồi, ông còn ở đây làm gì? Viên Minh nhíu mày hỏi. Cầm canh gõ mõ. Lão giả mù vội đáp. Ông không nghe thấy ta nói sao? Người trong nội cung đều chết sạch, không có người sống. Viên Minh kinh ngạc nói. Ta biết không còn người sống, mấy ngày nay ta một mực nhặt xác trong nội cung này, đừng nói người sống mà quỷ sống cũng chưa từng gặp đây. Lão giả mù trả lời. Vậy sao ông còn không đi? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Ta ở nơi này cả đời rồi, đi. Cũng biết đi đâu. Lão giả mù thở dài, bình thản nói. Viên Minh nghe vậy mà ngẩn người, suy nghĩ một chút bèn không nói thêm nữa. Chương 700, dung mạo dị biến. Ngươi biết trong hoàng thất, có người còn sống chạy thoát không? Viên Minh chần chừ một chút, lúc này mới hỏi. Không biết. Ta chỉ biết là hoàng đế bệ hạ không trốn, lúc kinh thành bị công phá không bỏ trốn, hoàng thành bị công phá cũng không trốn, còn mang theo thị vệ trong cung chủ động giết địch. Lão mù nói xong, đột nhiên có chút kích động nói. Hắn? Chết sao? Viên Minh hỏi. Làm sao còn sống được? Ngươi nói buồn cười vậy. Lão mù hỏi ngược lại. Nói xong, lão lại nhịn, không được nghĩ linh tinh nói, hoàng đế bệ hạ rất tốt, nên ta phải nhặt xác cho ngài, một ngày tìm không thấy thi thể bệ hạ, ta sẽ không đi. Ngươi bị mù, làm sao phân biệt được ai là hoàng đế? Viên Minh cười khổ nói. Ta mù, nhưng mũi không mù, tâm càng không mù, không phân biệt được ai là bệ hạ, ta sẽ mai táng tất cả mọi người trong cung. Lão giả cười cười, nói. Viên Minh nghe vậy, thở dài, lấy ra hai bình sứ, đặt trên tấm ván gỗ bên cạnh xe đẩy của lão. Hai bình sứ này là tiên dược chữa thương nuôi dưỡng cơ thể, lão giả ăn vào có thể trừ bách tật, tiêu bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Sau đó, Viên Minh hóa thành một đạo trường hồng, phi độn rời đi. Hai ngày sau, bên ngoài sơn môn Trường Xuân Quan, mấy tu sĩ mặc trang phục Vu Nguyệt giáo, giơ lên một cái vạc lớn đồng thau từ bên trong cửa chậm chậm bước ra ngoài. Trong vạc lớn bẩn thỉu, thình lình đựng đầy từng cái đầu người tròn vo, đẫm máu. Những kẻ này vừa nói vừa cười mang vạc lớn ra một mảnh đất trống ngoài sơn môn, nơi đó rõ ràng có hai tòa kinh quan dùng đầu người chồng chất thành. Bọn chúng lấy đầu người trong vạc lớn ra, xếp chồng lên hai tòa kinh quan chưa hoàn thành kia. Đầu người trong quan không đủ dùng, cuối cùng một tòa kinh quan này cũng không thể hoàn thành. Một nam tử trẻ tuổi thân hình gầy gò, khuôn mặt nham hiểm nói. Gấp làm gì, đám tù binh kia mỗi ngày sẽ chết trên 20-30 tên, tích lũy thêm mấy ngày là đủ thôi. Một nam tử trung niên mập mạp, mặt trắng không râu cười nói. Quá chậm, hay chúng ta đi thủy lao tìm việc vui, lấy thêm mấy tên. Một tên nam tử đang bận xếp chồng đầu người bên cạnh hỏi. Cũng không phải không được. Nam tử trung niên mặt trắng không râu tựa hồ là đầu lĩnh của cả bọn, tự định giá một chút, gật đầu nói. Mấy tu sĩ đệ tử Vu Nguyệt giáo trấn giữ sơn môn ở xa xa nhìn mấy người kia, trong mắt không khỏi toát ra vẻ khinh bỉ. Lúc này, nam tử trung niên vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, chợt bỏ rơi đồng bạn, lao ra phía ngoài núi. Uy, Diêm sư huynh, ngươi đi đâu đó?
Nam tử hung ác nhíu mày hô. Đi tiểu một chút, muốn đi cùng không? Nam tử trung niên cũng không quay đầu lại, hô. Dứt lời, căn bản không đợi tên kia, gã chui vào rừng rậm phía ngoài, đi tới chỗ sâu. Chỉ thấy gã đi tới dưới một gốc cây tráng kiện, bỗng nhiên ngu ngơ dừng lại, nhưng cũng không cởi quần đi tiểu, mà giống như lâm vào mộng du, đứng tại chỗ lắc lắc người. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh lách mình xuất hiện, chính là Viên Minh. Trước khi tên kia thanh tỉnh, Viên Minh vươn tay, điểm vào mi tâm của gã. Nam tử trung niên rơi vào ảo cảnh căn bản không có mảy may sức phản kháng, bị Viên Minh chế trụ, bắt đầu siêu hồn. Sau khi quan sát, Viên Minh phát hiện tu vi người này không cao, chỉ có kết đan sơ kỳ, là tiểu đầu mục trong đám đệ tử Vu Nguyệt giáo, thích hợp khống chế lại để dò xét tin tức. Bất quá sau một lát, Viên Minh lặng yên thu tay, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thân thể đệ tử họ Diêm run lên, dùng mình một cái, giống như vừa mới đi tiểu xong, vô thức kéo dây lưng quần, quay người đi trở về. Đợi gã rời đi, Viên Minh dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống. Từ trí nhớ thần hồn tên kia, Viên Minh biết được sau khi đại chiến Trường Xuân Quan kết thúc, Vu Nguyệt giáo chậm lại trạng thái tấn công, tựa hồ dự định củng cố chiến quả rồi mới tiếp tục thúc đẩy. Không biết có phải do Viên Minh phá hang ổ bọn chúng không, Vu Nguyệt giáo thậm chí phân ra một chi đội ngũ, đêm tối chạy gấp về Tổng giáo Hắc Vu Sơn ở Bắc Mạc. Mặt khác, hắn biết có một nhóm tù binh Vân Hoang Liên Minh đang bị giam cầm tại phòng giam luật đường Trường Xuân Quan. Bất quá cấp bậc họ Diêm này quá thấp, chỉ biết đường tiến về luật đường cùng phòng vệ bên ngoài, bên trong có che giấu lực lượng phòng vệ gì không, gã lại không rõ. Vậy không cần phải nói, nơi này hẳn là do tu sĩ cao hơn trấn giữ. Viên Minh hành động lần này chỉ là thăm dò nho nhỏ, nếu lấy huyễn thuật khống chế đệ tử kết đan kỳ này không làm kinh động Nguyên Anh đóng tại nơi đây, hắn lại muốn thử thêm một bước. Trong đêm, trong ngoài Trường Xuân Quan đèn đuốc sáng trưng, lực lượng phòng vệ qua lại tăng cường gấp đôi ban ngày. Trong sơn lâm bên ngoài, Viên Minh hóa thành bất tử thụ yêu, rễ cây đâm tới trước, trong hư không hiện ra một đạo gợn sóng không gian, phảng phất sắp mở ra một thông đạo truyền tống. Một bên khác thông đạo, chính là họ Diêm ban ngày bị hắn lấy huyễn thuật mê hoặc. Viên Minh lưu trên người gã thần hồn ấn ký, cũng lấy bí thuật thần hồn khống chế gã, lúc này dự định lấy gã làm neo điểm. Bằng vào năng lực bất tử thụ xuyên thẳng qua hư không, chui vào trong Trường Xuân Quan. Hắn dự định tìm vị trí luật đường của Trường Xuân Quan trước, thử giải cứu những tù binh kia. Còn chuyện Lưu Thiên Minh còn sống hay không, sâu trong đáy lòng hắn vẫn như cũ ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Dù sao hắn chưa tìm được thi thể đối phương. Nhưng ngay lúc rễ cây dự định đâm rách gợn sóng hư không, sau lưng đột nhiên truyền đến một tia ba động pháp lực yếu ớt. Viên Minh lập tức cảnh giác, thân thể cũng không quay lại, rễ cây càng quả quyết đâm xuyên hư không. Chỉ bất quá, hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt phát sinh cải biến. Phía sau hắn, một thân ảnh cao lớn đang áp chế ba động trên người, cẩn thận tới gần hắn, nhưng không chú ý tới hư không sau lưng y xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, một cây dây leo bất tử thụ đột nhiên đâm ra, thẳng đến phía sau não y. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng người kia điên cuồng cảnh báo, đầu lệch ra, vừa lúc tránh thoát dây leo bất tử thụ công kích. Nhưng trước người y đột nhiên hoa lên bóng người, Viên Minh đã tới gần, đưa tay mở ra tu la phệ huyết đồ, muốn thu nhập y vào trong đó. Viên Minh, là ta. Trong tu la phệ, huyết đồ dâng trào huyết quang nồng đậm, sắp bao phủ đạo nhân ảnh kia, thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Viên Minh chưa từng nghe qua thanh âm này, cho nên động tác trên tay cũng không dừng lại. Ánh mắt hắn đồng thời quét qua người kia. Tên kia cao 8 thước, toàn thân tráng kiện, thân người lại mọc ra một đầu trâu nửa người nửa ma. Nửa người y trần trụi, toàn thân bao trùm chất sừng huyết hồng, tay chân thô to vô cùng, trên gương mặt sừng trâu còn lờ mờ nhìn thấy bộ dạng nhân loại. Nhưng huyết nhục giữa trán lại tách ra, khảm nạm một viên tinh thể màu máu to bằng quả vải. Khi nhìn thấy ánh mắt người nọ, trong nháy mắt Viên Minh công kích đột nhiên cứng đờ, cảm nhận mấy phần quen thuộc. Nhìn thấy quái vật đầu trâu kia không có dấu hiệu công kích, Viên Minh cũng đột nhiên ngừng lại, thu hồi tu la phệ huyết đồ, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là ai? Viên Minh nhịn không được hỏi. Là ta, Ổ Lỗ. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng quái vật nửa người nửa ma truyền ra, thần sắc Viên Minh lập tức biến đổi. Người trước mắt, mặc kệ là tướng mạo, thần thái, thanh âm hay là khí tức trên thân tán phát ra, hoàn toàn khác với Ổ Lỗ. Duy chỉ có cặp mắt kia,
giống y như đúc. Thấy Viên Minh tựa hồ không tin, quái vật vội vàng mở miệng nói, hai người chúng ta quen biết tại Bích La Động Nam Cương, khi đó. Nghe y kể lại quá khứ, thần sắc Viên Minh dần dần phát sinh biến hóa. Ô Lỗ, sao ngươi biến thành dạng này? Viên Minh nhịn không được nhíu mày hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Ô Lỗ không trả lời, nói như vậy. Nói xong, y dẫn Viên Minh rời nơi đây, đi tới một động quật bí ẩn được kết giới che đậy. Tiến vào động quật, Viên Minh nhịn không được hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Mà tu vi của ngươi có vẻ tinh tiến cực lớn. Đều do huyết ma lão tổ làm, sau khi bị hắn mang đi, trong cơ thể ta bị cưỡng ép quán trú đại lượng ma khí. Huyết dũng giáp trụ bởi vậy mà phát sinh dị biến, nó bắt đầu tăng tốc ăn mòn nhục thân ta, ta căn bản không thể chống cự, cuối cùng thành bộ dạng này. Ô Lỗ trầm mặc một lát, mở miệng nói, tu vi của ngươi cũng vì vậy mà tăng vọt. Viên Minh hỏi, huyết ma lão tổ lúc trước rời Tam Tiên Đảo, đã mang đi một bộ thi thể tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hắn phong ấn pháp lực còn sót lại vào huyết dũng giáp trụ. Thân thể của ta và giáp trụ sau khi dung hợp, cỗ lực lượng này cũng dung nhập vào trong cơ thể của ta, cưỡng ép tăng pháp lực của ta lên tới Nguyên Anh hậu kỳ. Ô Lỗ giải thích, vậy huyết tinh trên đầu ngươi là? Viên Minh chần chừ hỏi. Đây là ta đoạt được từ trên tay huyết ma lão tổ, lúc huyết dũng giáp trụ dị biến bạo động, liền khảm nạm nơi mi tâm ta, muốn lấy xuống cũng không được. Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc, trong huyết tinh này ẩn chứa một môn thần thông ma môn vô cùng lợi hại. Ô Lỗ đưa tay sờ lên tinh thạch nơi mi tâm, nói, bộ dạng ngươi lúc này đúng là nhìn không quen. Viên Minh thở dài, nói, đừng hỏi ta nữa, ngươi sao lại tới nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết Vân Hoàng Liên Minh đã thua trận sao? Ô Lỗ hỏi, ta biết, ta tới tìm người. Viên Minh gật đầu nói, tìm người nào? Vậy là Tịch Ảnh đạo hữu cũng bị bắt. Thần sắc Ô Lỗ khẽ biến, hỏi, không phải nàng, là tiểu hoàng đế Đại Tấn Quốc, hắn và ta là bạn lâu năm. Viên Minh lắc đầu, nói, hoàng đế Đại Tấn Quốc. Đại Tấn Quốc hoàn toàn chính xác có một số người bị bắt đến nơi này, bất quá tiểu hoàng đế mà ngươi nói, ta ở chỗ này điều tra nhiều ngày, ngược lại chưa từng gặp. Ô Lỗ nhíu mày suy nghĩ tìm tòi một lát, nói, có lẽ đã chết, ta cũng chỉ là tới thử thời vận mà thôi. Viên Minh thở dài nói. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.